bài á, ta ôn bài ha. Dạ bắt đầu. Chúng ta ôn bài cái chương trình học ngày hôm qua. Thì những cái ngày mới á là chúc giới chúc nguyện xin xuống học. Thì xin đó cho Phật tử biết có hai thầy hai quyền á. Thì chương trình học của ta ngày hôm qua chúng ta sẽ thấy là chúng ta có những cái pháp duy mà chúng ta đã được qua. Thì những cái pháp duy là chúng ta để ý là thông thường á là quý Phật tử sẽ thấy là theo thói quen mà đã học thói quen thì chúng ta biết là chúng ta có một lãnh lực của thói quen. Mà lãnh lực của thói quen á từ nay chúng ta để ý cho cái gì, chúng ta lo cái chuyện quá khứ, chúng ta lo cái chuyện tương lai, chúng ta mắc về cái hiện tại. Cái tiền sanh duyên và cái hậu sanh duyên đó, nó gây cái ảnh hưởng chúng ta, luôn cuốn hút chúng ta trong cái chuyện lo con nghĩ ngợi cái đó nhiều lắm. Và khi mà nghĩ như vậy đó thì Đức Phật ngài nói chúng ta đánh mất cái thời gian của hiện tại. Ta làm tiền sanh duyên á, ta nghĩ về quá khứ tôi như thế này, quá khứ tôi như thế kia. Còn hậu sanh duyên á, tôi sẽ lo như thế này, tôi sẽ lo cho tôi những cái này những kia cho cái quá khứ, cho cái tương lai. Và chúng ta mắc cái hiện tại. Và song song trong cái trạng thái đó thì chúng ta sẽ thấy còn có những cái gì chúng ta còn nghĩ tới, là những cái gì chúng ta phải cẩn thận, là chúng ta thích lặp đi lặp lại, chúng ta tích thủ lại. Nên là những cái tập đi học lại mà chúng ta cho dù chúng ta đã nghe pháp Đức Phật rồi đó mà chúng ta còn không thấy rời khỏi được cái sự lặp đi lặp lại gì, cái ái dục. Chưa có người nào mà bước ra khỏi cái cửa ái dục khi chúng ta còn là phàm đó, mà chúng ta là người Phật tử đó, chúng ta nghe cái đó gì vậy chứ chúng ta chưa có là có cái khả năng bước ra. Ngay cả những hàng người xuất gia cũng như sư cũng như Phật tử cũng vậy thôi. Tại vì sao? Cái mảnh lực ái dục đó, nó rất là vi tế và rất là mãnh liệt và nó lôi cuốn và nó cuốn hút cái sự của hạt chúng sanh trong cái đền cái mạng lưới của nó. Thì cái trùng dụng duyên á là chúng ta sống để rồi chúng ta nghĩ để mà chúng ta hướng lại cho đó là cái mãnh lực để chúng ta sẽ người ta lập đi lập lại trong cái luân hồi. Ta còn lập đi lập lại trong cái luân hồi trong cái trùng dụng duyên này. Khi mà ta có cái trùng dụng duyên này ấy, thì là chúng ta có sự tái lập mà vô hình chung chúng ta không để ý tới đó, chúng ta có cái sự tái lập là trong cái sự hướng lại. Mà trong cái sự hướng lại này ta biết không, có khi ta biết người chúng ta có muốn như vậy không, có khi ta vẫn muốn như vậy nữa, thực tế như vậy đó. Thì cái trùng dụng duyên này chỉ đến những người mà đắc được thiền, chỉ cho đến những người đắc được thiền đó, họ quan hệ họ muốn hướng lại cái tình thiền mà chứng đắc nữa. Mà Đức Phật có nói khi như vậy đó, con người sẽ ở lại mà không đi xa, không được đi ra khỏi cái dòng luân hồi. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cái trùng dụng duyên đó cũng là một mãnh lực. Nhưng trong cái sự mãnh lực nào cũng Phật tử cũng nhớ, trong mãnh lực duyên nào chúng ta cũng nhớ luôn luôn có hai mặt. Quý tử phải nhớ có hai mặt, thiện và bất thiện, mà nó làm chúng ta lôi cuốn chúng ta và ảnh hưởng chúng ta. Với cái trùng dụng duyên này chúng ta muốn hưởng là chuyện trong thế gian này đó, trùng dụng duyên là một mãnh lực giữ chúng ta ở lại trong thế gian này. Nhưng mà với cái trùng dụng duyên này chúng ta có thể dùng nó để mà đánh bại cái trùng dụng kia để chúng ta ra khỏi thế gian này, chúng ta cũng thấy vậy đó. Vậy thì khi chúng ta muốn như vậy đó là chúng ta phải đứng vào pháp thú. Chúng ta nhớ khi chúng ta muốn như vậy ta phải đứng vào pháp thú, sẽ đứng vào trong pháp thú để ta nhìn thấy được thực tính. Khi ta thấy được thực tính á là ta có trí tuệ của Đức Phật dạy ta, thì chúng ta phải nhớ như vậy. Ở trong trùng duyên, ở trong tiền sanh duyên, ở trong hậu sanh duyên, chúng ta cũng vẫn thấy bất cứ lúc nào chúng ta cũng phải đứng ở góc độ gì, pháp thú, nhìn pháp với pháp thú, nhìn thực tính pháp với pháp thú và nhìn tất cả với trí tuệ của Đức Phật thì cho chúng ta biết như vậy, thì chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng bởi các mạnh lực duyên. Còn sau khi chúng ta lặp đi lặp lại á thì Đức Phật nói chúng ta tạo ra một hành động, tạo cái hành động lặp đi lặp lại nó để lại một cái kết quả của hành động, nghiệp lực, nghiệp báo. Vậy mà khi chúng ta có nghiệp lực do mỗi nghiệp duyên, chúng ta có một nghiệp báo. Mà chúng ta có cái nghiệp lực như vậy đó thì ta có cái nghiệp báo đó bởi cái gì, bởi mình được tạo tác nghiệp duyên. Quý tử sẽ thấy con người chúng ta luôn luôn bị cuốn hồ lôi trong cái hành động thân hết thân rồi hết lời rồi hết ý, thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp luôn luôn làm theo mãnh lực của nghiệp duyên. Quý vị tự nhớ pháp học làm theo mãnh lực nghiệp duyên, pháp hành làm theo mãnh lực nghiệp duyên. Do đó nó quý vị tự sẽ thấy cái nghiệp duyên này luôn luôn nó như bóng như hình với ta,
ta làm việc thiện, ta làm việc bất thiện, có khi ta nhớ hay không nhớ, nhưng mà cái nghiệp báo không bao giờ nó bỏ ta, đi theo ta như bóng hình. Khi ta làm việc thiện á, ta nhớ 30%. Khi ta làm việc bất thiện, ta nhớ 70%. Ngồi ngẩn nghĩ lên nhớ suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, ta không nhớ hoàn toàn. Nhưng mà nghiệp á không bao giờ mất 100%. Luôn luôn nó đến với ta 100% như vậy. Chúng ta có nhớ nó hay không nhớ nó, nghiệp duyên dẫn đánh, dẫn đẩy cái nghiệp báo đến chúng ta phải hưởng nó trọn vẹn, chứ không có bao nhiêu phần trăm theo như chúng ta nghĩ tới. Chúng ta nghe kịp không? Đó là chúng ta sẽ thấy mãnh lực nghiệp duyên đưa chúng ta đón nhận một nghiệp lực và hưởng lấy một cái nghiệp báo để chúng ta ở trong đó 100% trong cái sự suy nghĩ đó. Dù ta có nhớ hay không nhớ không, không ta ảnh hưởng gì trong cái mãnh lực của nghiệp. Nghiệp ta đã tạo, quả phải vào chỗ sanh, không sai trật. Mà trong khi mà đã tạo á, chúng ta có khi nhớ, có khi không. Quý tử làm trong đời này, ngồi đây ngồi nghiệm lại á, trong đời này chúng ta đã làm bao nhiêu việc thiện, không nhớ hết. Mà chúng ta làm bao nhiêu việc bất thiện, không nhớ hết. Và tốt xấu chúng ta không nhớ hết. Và giết danh người không nhớ hết. Bao nhiêu việc chúng ta không biết. Bao nhiêu người mà chúng ta đã làm với người, chúng ta còn không nhớ hết. Nhưng mãnh lực nghiệp duyên dẫn chỗ sanh chính xác với chúng ta với cái nghiệp lực và nghiệp báo như thường. Do đó, quý vị sẽ thấy nó có hai loại mà tính chúng ta. Có khi một nghiệp báo chỗ sanh liền hiện tại, ta gọi là thiện nghiệp, mà nó do mãnh lực gì? Câu sanh nghiệp duyên. Do mãnh lực nghiệp câu sanh nghiệp duyên chỗ bản ngay hiện tại liền. Nhưng mà có những cái nghiệp mà chúng ta trả quả cho ngày mai, trả quả cho ngày tháng sau, trả quả cho năm tới hay cho nghiệp kiếp sau, với mặt mãnh lực đó chúng ta gọi là hậu nghiệp hay là hậu hậu báo nghiệp. Thì chúng ta sẽ thấy dưới mãnh lực gì, dị thời nghiệp duyên, chỗ nghiệp chỗ sanh khác sai khác thời gian tạo ta. Vậy thì chúng ta sẽ thấy nếu câu sanh nghiệp duyên tạo cho chúng ta, mãnh lực nó tạo cho chúng ta chỗ quả hiện nghiệp báo, hiện báo nghiệp. Nhớ dị thời nghiệp duyên làm cho chúng ta đón nhận những đề hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp. Quý tử nhớ à? Và khi chúng ta có nhớ hay không nhớ, sẽ lặp lại nghiệp duyên dẫn làm chúng ta đón nhận 100% những cái nghiệp chúng ta đã tạo. Vậy thì hai cái mãnh lực đó đã làm chúng ta ưu tư và phiền não, là giết chết cái tuổi thọ chúng ta dần từ phút giây. Nhất nghiệp nó đạo chỗ tuổi thọ chúng ta bị chiết giảm, và tuổi thọ chúng ta chiết giảm với cái nghiệp lực của chúng ta phải trả, hay là chúng ta đã vay thì phải đón nhận được. Với cái nghiệp mà chúng ta đang đón nhận đó, hai loại nghiệp và hai thì thành ba. Mỗi một ngày hay trong đời sống hàng ngày chúng ta phải trả hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp hay là hậu hậu báo nghiệp, và tuổi thọ chúng ta bị cắt giảm. Đời sống chúng ta chỉ sống trong cái chuyện phiền não, trong đau khổ, chứ không bao giờ an vui trong sự gọi là hạnh phúc cả. Hạnh phúc trong sự an vui chúng ta không có đón nhận được. Sự hạnh phúc mà trong sự an vui ba đây đó, thực sự chỉ là một thoáng qua, chứ thực ra đầy phiền não trong sự đau khổ vì chúng ta bị ảnh hưởng của nghiệp duyên. Nghiệp duyên là chết chiêu cho trong ta hai loại, câu sanh nghiệp và dị thành nghiệp. Nó ngược đuổi ta chính xác và nó rất là sắc bén. Chúng ta có khi chúng ta đã vừa làm cái hành động này đó, quả báo chỗ sanh liền, như như tử Đề Bà Đạt Đa, chỉ hai đức Phật thôi quả bút liền trong kiếp hiện tại. Ông ta đó xuống vô giá địa ngục kéo tay không kịp. Như nàng Chính Cha vô du khống với đức Phật trước mặt đó, vừa cả qua cửa chùa Kỳ Viên đã bút chết liền. Chúng ta thấy không, là câu sanh nghiệp duyên chỗ sanh rất là mãnh liệt. Do đó chúng ta đón được cái loại nghiệp nào, chúng ta hiểu được loại nghiệp nào, và ta ngừa được loại nghiệp nào, chứ thật không có khả năng đâu. Trở lại, chúng ta bị ảnh hưởng bởi duyên. Sống trong đời này chúng ta phải nhớ, khi ta học pháp cú xong á, là trong đời này ta luôn luôn có nhiều mãnh lực, và những mãnh lực này rất là mãnh liệt và vi tế, theo huấn luyện hay là khống chế, dẫn dắt và lôi cuốn ra trong những mãnh lực của họ đang tạo mãnh lực duyên đó. Vậy thì với cái khi chúng ta làm nghiệp á, thì chúng ta hả hê chúng ta làm, nhưng mà khi mà mãnh lực của nghiệp duyên á đưa đẩy chúng ta phải làm cái nghiệp đó, nó chỗ sẽ lúc nào không ai người chưa. Quý tử không thể nào nói mà tôi sẽ muốn đón nhận cái nghiệp duyên mà tôi đã tạo lỡ tạo đó trong cái vị thành nghiệp duyên, không ai gọi biết được.
Thủ tử không có thể nào chúng tôi không muốn đón nhận cái câu sinh nghiệp duyên chỗ đời quả tôi hiện tại thì không ai trả lời được cái điều đó. Vì thời hay là câu sanh dẫn đến với mạnh lực của nó, đó một là một duyên. Quý vị nhớ thế này, lúc ta học kinh tạng đó, khi ta học kinh tạng đó thì chúng ta sẽ thấy không nhắc tới cái duyên. Hoặc là ngay chúng ta học ở dưới lớp tiêu học Abhidhammatha Sangaha thì chúng ta cũng nói là chúng nói về nghiệp á, thì nó có bốn loại nghiệp. Bốn loại nghiệp mà chúng ta nói chỗ trong thời gian: hiện báo nghiệp, hậu báo nghiệp, hậu hậu báo nghiệp, vừa vô hiện nghiệp. Do đó nó có bốn loại nghiệp chỗ sanh theo thời gian. Vậy thì ai quyết định được cái thời gian của nghiệp báo chúng ta đã tạo ra trước đó là sẽ chỗ sanh dưới thời gian nào mà ta quyết định được? Nhưng mà lĩnh vực này không làm được. Vậy thì chúng ta không làm được như vậy đó, chúng ta phải vừa phòng, phải dè dặt. Tại vì sao? Nó sẽ đến chúng ta bất ngờ. Nó sẽ đến chúng ta bất ngờ. Một người thanh niên tới hãm hiếp một người thanh niên A-la-hán trong trại khuất khỏi tầm mắt của bà, được rắc cốt xuống đi. Ai quyết định cái điều đó? Thấy không? Khi một người thanh niên làm điều đó, họ sẽ nói là nếu như ông ta thức tỉnh, hãy cho thời gian ông ta quay trở lại sống hối với bà. Mà thanh niên A-la-hán đó, ai cho quyết định đó? Việc góp xuống cái hố và vô giá địa ngục được như thế. Thế thì sẽ thấy không ai biết được. Mà nghĩ như vậy đó, chúng ta mới thấy là cái duyên kết hợp với nghiệp và nghiệp duyên nó chỗ sanh. Nó đưa đến hai trường hợp: hiện tại là câu sanh và khác thời gian là gì thời. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta bất lực với cái nghiệp duyên, sợ hãi trong cái nghiệp duyên, và chúng ta không khả năng thoát khỏi cái sự khống chế của nghiệp duyên. Chính như đó, chúng ta ở trong mãnh lực. Mà con người hay là chúng sanh nào cũng sống trong cái mãnh lực. Chỉ có Đức Phật ngày mới vượt qua được cái mãnh lực, và đến các vị thánh A-la-hán mới vượt qua được mãnh lực của duyên. Tại vì Ngài hiểu được cái mãnh lực đó trong cái trạng thái nào. Quý Phật tử biết con người mà muốn thoát khỏi mãnh lực duyên, quý ta sẽ thoát khỏi bằng con đường này. Quý Phật tử biết không? Thoát khỏi mãnh lực duyên này á, thì con đường hành đạo, mà hành đạo cho đến mức cuối cùng là phải diệt lậu hoặc. Khi chúng ta dạy được tất cả lậu hoặc, ta có lậu cần thông. Lậu cần thông cho tới mức bẻ gãy được tất cả mảnh đất duyên đến với con người thánh A-la-hán, chiếm đất lậu tận. Chiếm đất lậu tận mới diệt được. Còn ngoài ra, tất cả còn bị ảnh hưởng chi phối theo mảnh lực của duyên. Từ A-na hàng quả xuống đất làm phu hay luôn có bốn đường ác đạo, không thoát khỏi sự khống chế của mảnh lực duyên. Không qua được. Nhìn như vậy đó, thì ta thấy chán chê và nhàm chán sợ hãi với đời sống của con người của mình. Và chúng ta sẽ thấy rằng ta làm với một mãnh lực, chứ không phải làm trong cái sự chủ động của mình. Quý tự làm trong cái sự chủ động của mình đó là lucky hay là may mắn. Còn chúng ta làm không có sự mãnh lực, không có bị tác động của mãnh lực đó, là chúng quý Phật tử đang gọi là an vui trong sự hạnh phúc trong sự an vui. Còn nếu như chúng ta thấy mà chúng ta làm dưới trong mọi vấn đề làm, đứng lên chúng ta cũng có trong mãnh lực của nó, ngồi xuống chúng ta cũng trong mãnh lực của nó, nằm xuống chúng ta có mãnh lực của nó, và đi đứng nằm ngồi bốn ba nghìn chúng ta trong cái mãnh lực của duyên đó, thì chúng ta thấy không phải có gì của mình cả. Quý tử ăn cơm xong, quý tử ăn cơm xong, mãnh lực nào kế tiếp? Mãnh lực nào kế tiếp? Khi mà quý tử ăn cơm xong thì mãnh lực nào kế tiếp? Mãnh lực cho nó đứng lên chị. Cái đó là diễn tả thôi. Khi một cái ăn cơm xong, mãnh lực nào kế tiếp? Khi ăn xong Hả? Trùng dụng duyên. Khi ăn cơm xong á, là trùng dụng duyên. Mà khi ngay khi quý tử đang ngồi ăn cơm á, quý tử sẽ làm cái gì sẽ kế tiếp? Mãnh lực nào? Hậu sanh duyên. Khi mình đang ăn cơm xong, đang ngồi ăn cơm á, là chuẩn bị là hậu sanh duyên. Cơm chưa hết đã lo hậu sanh duyên rồi. Là đang xuống ôn bài, anh này là đang xuống ôn bài, xuống hỏi cái này chưa hiểu. Hậu sanh duyên trong khi đang ngồi ăn là mãnh lực, chúng ta sống trong mãnh lực. Mà tại sao cứ tự làm được điều đó mà cứ tự vẫn phải làm? Ăn chưa xong á là có hậu sanh duyên kéo tới, mà khi mà vừa dứt cơm xong á là có trùng dụng duyên hiện bài. Mà khi thường xuyên như vậy chúng ta làm bài cái gì? Thường cảm thấy duyên, thường cảm thấy duyên. Chúng ta làm như một cái máy móc thôi à, không khác được. Ai
cứ ai chống ai cản ai phản đối như bệnh lực này không? Có người nào ăn xong rồi luôn không đứng đâu không? Không có. Mà con người này của mình, con người này của mình mà không có khả năng ngồi lì suốt một ngày không ăn xong rồi luôn cái đó luôn rồi, chờ khi bị tỉnh quyệt cứng nhắc rồi quý thưa. Chứ còn là ga không có, làm như một cái máy, như một cái robot vậy đó. Vừa ăn xong là buông, ăn xong sao buông đũa, buông đũa sao nên cần làm, cần làm sao phải tính đi bước ra khỏi, tiếp tục tiếp tục tiếp tục một mãnh lực. Nhưng mà chúng ta nói nó là cái thói quen. Nó có quen bởi cái gì? Mãnh lực của thói quen. Thật ra thói quen là mãnh lực của thói quen. Mà mãnh lực của thói quen ta tạo hay là mãnh lực ta tạo ra? Ai đã tạo cái mãnh lực này? Không ai nói là tôi tạo được cái này. Ai tạo cái này? Đâu ai tạo đâu. Khi mà quý tôi tìm ra được cái người mà tạo ra được cái mãnh lực mà tạo ra thói quen cho Phật tử đó, quý tôi đã tìm được người xây căn nhà cho Phật tử. Người ta xây căn nhà cho Phật tử. Đó là cái lúc đó quý tôi gặp được Đức Phật. Đức Phật cũng đi tìm những người xây căn nhà của Ngài. Lúc đó thì chúng ta mới thấy là hỏi ơi, của người chúng ta sống trong cái này chỉ trong ảnh hưởng mà thôi. Trong ảnh hưởng này mà chúng ta không ra được cái ảnh hưởng này thì chúng ta không thấy cái con đường ra khỏi ảnh hưởng này. Do đó chúng ta học tiếp phát thú. Phát thú nó sẽ làm chúng ta tiếp tục đi tới thì chúng ta nhìn thấy những cái gì mà chúng ta cần phải hiểu biết phát thú này. Chúng ta đã qua 12 viên, 13 viên mà chúng ta đã biết đó, là những cái viên mà chúng ta làm đây đó luôn luôn đó, là chúng ta bắt được với những mạng lực này. Không có duyên nào chúng ta làm được chủ động hết. Ta học xong rồi đó, chúng ta không làm được rồi. Như cái từ đơn giản đầu tiên đó, nhân duyên. Cái duyên thứ nhất mà chúng ta học là nhân duyên. Nó có 6 nhân tương ưng hay là 9 nhân tương ưng. Tham sân si, nó tham cho sân si. Chúng ta vượt qua được 6 cái nhân tương ưng này không? Không có đâu. Ta làm việc thiệt, phải có nhân duyên, vô tham, vô sân, vô si. Chúng ta đâu có làm việc thiện một cách, có chủ động mình được đâu. Cái nhân duyên nó đến, vô tham như sân si, kêu tử biết xả thí, trì giới, tham thì gì. Nguyên tử nếu nguyên tử không có nhân duyên, nguyên tử làm không được. Rồi, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nó nhân duyên là tới, tham sân si. Đi đến nguyên tử làm cái điều đó. Nguyên tử ngồi nghiệm đi, cái khi mà chúng ta làm, mà vượt qua khỏi những nhân tương này á, để chúng ta thoát khỏi nhân duyên. Làm được không? Không có làm được vì chúng ta bị ảnh hưởng một cái gì. Cái thứ hai nữa, cuộc đời chúng ta có khi nào chúng ta gọi là thôi thúc lục căn được không? Không. Đức Phật thì dạy này chứ thì cô phải thu chế diệt, phải thu chế diệt, phải thu thúc, phải chế ngự, phải diệt trừ. Chúng ta làm sao chúng ta thu thúc có căn là để được bắt cảnh. Mà thế gian này là có đầy dễ cảnh, nhất là cảnh có những giới này. Sao cảnh không bao giờ không có, mà không những sáu cảnh rồi nhắm mắt tu hết á, nó có nội phạm có ngoại phạm. Ngoại không thấy, nội nhìn vô mình, ngoại mình không thấy, nội mình nhìn trở lại cũng thấy. Nên là ngoại không bước qua trở lại ở nhà nội, chúng ta cũng đã được hai cảnh. Mở ra chúng ta sẽ thấy không, hồi chúng ta không có ra được đâu. Một bản lực cảnh duyên. Nhưng mà có người chúng ta đâu có vừa làm những cái gì thông thường đó, thông thường thường chọn đâu có cái gì mà thoát, cái là thoát phải không? Vậy đó chúng ta tìm phải chữ gì ăn mà thông thường chúng ta đâu chịu, ta phải tìm muốn ăn ngon hơn nữa. Nhưng mà hỏi ơi, cái điều đó chưa hẳn là được đâu. Đó là chữ gì chúng ta có những cái mà chúng ta đau nhìn thấy mà tai gờ không được được thì đó là cảnh tự nhiên. Cảnh tự nhiên giờ trước đó cảnh tự nhiên nó có hai loại mà chúng ta nhìn thấy: thực tính dự ý, và tư duy dự ý. Mà tư duy dự ý chúng ta nuôi dưỡng, mà thực tính dự ý chúng ta nhìn ngắm, chúng ta nhìn ngắm thấy thực tính, nhưng mà ta nuôi dưỡng cái tư duy. Mà tư duy có khi nào không hòa trọn cái thực tính được đâu. Ý trong như đã, bên ngoài còn e. Chúng ta đồng dân đụng tới. Đụng tới là coi chừng là độc cố, độc hại. Nhưng chúng ta đụng tới. Chúng ta đụng tới.
cuộc sống ta đầy dẫy như sự mà là ước ao, ao ước mong cầu và nguyện phật nguyện ước, nhưng mà nguyện ước là chúng ta nhìn vào chỗ đấy, chúng ta thấy Đức Phật này nói trong cái khổ đế là khổ khổ á, là cầu bất đắc khổ, muốn mà không được như ấy khổ lắm, tối không ngủ được, cứ suy nghĩ làm sao vượt qua cái cảnh này, khổ thêm nữa, phải có khâu khổ nữa, mà cái đó nó ở trong này là quá tới hồi khổ, nó nằm dù trong này. Mà muốn cái đằng kia mình bị sai rồi là ai bị ly khổ. Nhưng đó là người thứ theo. Cuộc đời nó khổ vô cùng. Mà cái cảnh trưởng gì khó chi để mà đau khổ như vậy. Hiểu không? Nên lặp đi lặp lại và không dừng lại, không đi lặp lại và không gián đoạn, vô nhánh duyên, vô nhánh duyên. Con người ta cứ tiếp nói giữ lấy mà cứ làm vô nhánh duyên. Thế nào, những cái gì mà chúng ta đã có đó, chúng ta khư thì giữ lấy và chúng ta không muốn gián đoạn, ta không muốn xen kẽ. Thế nào, hành động chúng ta liên tục và không muốn ngừng lại. Sự đi đứng chúng ta, đi đứng nằm ngồi ta cũng muốn liên tục và không muốn gián đoạn, là vô nhánh duyên. Cuộc đời chúng ta cứ đi theo cái đó. Người nào mà đã tạo ra được cái gì mà họ ưng ý qua cái trưởng duyên rồi đó, họ giữ lấy cái đó làm vô danh gì, họ đi theo cái đó vô danh gì, đi cứ như đó và làm theo, cứ như thế mà tiếp tục đẳng vô danh gì không ngừng. Con người chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ trở lại với năng lực của vô danh gì, ở trong cái lĩnh vực của đẳng vô danh gì, chúng ta làm việc không ngừng, mà ai mà cắt cái đó chúng ta phản ứng gì. Với tư thích ngồi thiền á, mọi người nào mà kéo người ta cao khỏi thiền, chúng tôi phản nộ thì chúng tôi bắt tội nguyện, chúng tôi không quan hệ cái môi trường chúng tôi thích ngồi đó, mà rời khỏi môi trường đó chúng tôi cũng phản nộ, không quan hệ, chúng tôi muốn lập lại vô nhân duyên này, tôi không muốn xen kẽ, không được gián đoạn. Ngày hôm nay tôi ngồi thiền, ngày mai tôi cũng muốn tiếp tục ngồi thiền, cái việc học hôm nay ta học, ngày mai tôi cũng muốn tiếp tục học nữa, vô nhân duyên và đẳng vô nhân duyên. Nhưng mà dòng đời đâu có cho ta như ý đâu, cái duyên á quý bậc tử sẽ thấy. Nhớ cái duyên mà hiện thế đó, nó cho chúng ta ngắm chìm trong cái sự hưởng thụ đó, xong rồi nó kéo ra để chúng tôi thấy rất là phản, rất là đau khổ. Nó cho ta hưởng và tôi lấy ra, đó là cái duyên, đó là cái duyên. Cái duyên nó cho ta để mà hưởng, hưởng rồi nó cắt ta, và chúng ta ở trong cái sự ngắt ngoại chờ đợi cái duyên khác để chúng ta đón nhận. Chúng ta bị ảnh hưởng chi phối của nó. Giống như cái người xấu tạo cho ta một cái gì, trong cái ghiền đó họ cắt đứt cái ghiền của ta, không cho ta tiếp tục hưởng cái ghiền đó. Chúng ta tìm lấy những cái gì hấp hối hay là ngắt ngơ, hay ta tìm lấy những sự hụt hẳn, cái gì chúng ta được mất mát, đó là gì, chúng ta phải cẩn thận đó. Phải chi mà cho liên tục thì không gián đoạn, chúng ta hài lòng. Đời ai được hài lòng mãi, cái đó chúng ta mới thấy được cái sự thật là khổ. Khổ từ nơi cái trạng thái ái về việc ly, còn quán tấn từ lệ hội hội họ, cái đó ghét mà phải ở gần nhau đau khổ liên tục. Cái đó nó mạnh lực duyên nó đến, chúng ta sẽ thấy không có ngừng. Vừa đẳng vô nhánh duyên xong á thì chúng ta sẽ thấy là gì, là đẳng vô nhánh duyên xong có câu sanh duyên, câu sanh duyên nó đến chúng ta cùng sanh với nhau, cái đến chúng ta cái cùng sanh với nhau chúng ta mừng. Ví dụ như hôm qua sư có kể một câu chuyện, một cô đó tới nó trình bày sư đó cũng rất là đau khổ khi ba mẹ của sinh ra của mình khổ mà không, không có công sanh, không có đông người, không có đầy đủ, họ có bạn bè, họ không có bị cô đơn, họ không bị lẻ loi, họ muốn câu sanh duyên. Nhưng mà câu sanh duyên muốn có được như vậy đó, nó phải có cái lãnh được tạo ra của nó. Hồi lúc không có tự nhiên làm việc thiền, chúng ta không phụ ai hết đó. Bây giờ chúng ta muốn có đông đảo anh em bạn bè Phật tử huynh đệ bà con, chúng ta không bao giờ có được cái câu sanh duyên này. Từ cái câu sanh duyên này á, để chúng ta thấy là ở đằng trên vô nhân duyên và đẳng vô nhân duyên, ta hưởng một cách hưởng thụ ích kỷ. Trong trạng thái ta hưởng thụ cái tự tính dành riêng ta hưởng, chúng ta muốn cho ai. Vô nhân duyên xong rồi tiếp tục đẳng vô nhân duyên, tiếp tục hưởng lấy tiếp nữa. Do đó chúng ta hôm nay chúng ta muốn cái câu sanh duyên khó mà có, còn cái kia chúng ta có vô nhân duyên đẳng vô nhân duyên cùng kéo nhau vậy đó. Kiếp này trong thời gian này, trong lúc mà chúng ta nghĩ có đông đảo bà con họ hàng, chúng ta có câu sanh duyên đến chúng ta liền. Quý tử nghe kịp không? Cái lớp học hôm nay mà quý tử có học mặt ở đây và đủ mọi người học ở đây đó, đó là một câu sinh viên
trong quá khứ, trong tuần trước, trong tháng trước, chúng ta có câu sinh viên kết hợp hội ý, chúng ta mới có cái câu sinh viên hội họp trong lớp học hôm nay. Còn những người đứng bên ngoài, họ không có kết hợp, không có hội họp, do đó họ không có câu sinh viên, họ không có dự được cái lớp học hôm nay. Là như vậy đó. Vậy thì chúng ta thấy câu sinh viên người luôn luôn nó đến với những người mà có giao duyên của cái sự cộng cùng hành động cùng sanh. Có động cùng sanh đó thì chúng ta mới có câu sinh viên, có câu sinh viên vô thì có hỗ trợ với nhau, hỗ tương duyên. Nhưng mà cái sự hỗ tương này nó có sự cá biệt, hỗ tương này nó có sự cô động, hỗ tương này có sự hạn chế. Hỗ tương duyên có khi chúng ta có thấy người ngồi bên ta giúp ta, hỗ tương duyên có nhiều khi người ngồi bên ta không giúp ta, chúng ta không có được hỗ tương duyên. Quý tử vào cái cuộc thi thôi, mà quý tử ngồi cũng rất là làm bài á, học bài như nè, chúng ta nói chuyện nhau, nhưng tới vô mà thi á, ai nó cũng giữ lại cái bài học của mình, sợ người ta copy người ta hơn mình, cái hỗ tương duyên không có. Cho nên câu sinh viên sẽ rất lớn, nhưng hỗ tương duyên có bằng cao gì, quý tử sẽ thấy như vậy đó. Không phải ở trên đời này ai cũng giúp đỡ mình hết đâu, quý tử sẽ thấy như vậy đó. Anh chị em trong nhà cùng cha cùng mẹ vậy đó, chưa có hỗ tương duyên nữa kìa. Rồi chúng ta làm ra được, không phải được bao nhiêu người có hỗ tương duyên với mình. Không có, không phải là đâu. Là đâu lúc nào chúng ta cũng mà hy hữu mà chúng ta may mắn được có người ta giúp mình đâu. Cái hỗ tương duyên này, do đó, bước cơ tử sau này, tự học và thi pháp. Cái này chúng ta sẽ giới thiệu những cái thể loại hay là giới thiệu từng các duyên, chúng ta nắm hiểu được các loại duyên và đặc tính của các loại duyên, pháp của các loại duyên này, chúng ta sẽ học sao. Thì khi quý tử sẽ thấy câu sinh duyên số lượng các lớp đơn cử, thí dụ như chúng ta sẽ thấy là tâm nó có 121 cái tâm, khoảng này là chúng ta nói tất cả các tâm ở trong phần một á, chương một á là có 121 tâm. Tuy nhiên khi chúng ta nói những cái tâm nào hỗ tương duyên, những tâm nào làm việc thiện hỗ trợ với nhau bởi hỗ tương duyên, chúng đó chúng ta còn lấy ra phần tâm thiện thôi. Chúng ta không thấy được tâm bất thiện, tâm lấy tâm vô ký, tâm bỏ vô được. Lúc đó hỗ tương duyên trong việc thiện, chỉ có những tâm thiện và tâm xóa thiện mà thôi. Đó là hỗ tương duyên. Cũng như vậy, khi chúng ta nói tới những cái tâm nào làm những việc bất thiện trong cái sự gọi là sát sanh trộm cướp tà dâm nó gió thủ, năm giới người ta bị vi phạm, những tâm nào làm việc đó bởi hỗ tương duyên thì quý tử sẽ nói những tâm bất thiện và những tâm xóa bất thiện kết hợp nhau trong phần hỗ tương duyên làm việc bất thiện mà thôi. Còn khi chúng ta nói tất cả các tâm hiện hữu trong chương một thì gọi là câu sinh viên, kể là 121 tâm. Vậy thì chúng ta sẽ thấy vô trường lớp không phải là tất cả cùng nhau mà hỗ trợ cho nhau, có khi chúng ta có câu sinh viên nhưng mà không có phần hỗ tương duyên. Quý tử còn đi thăng nhóm, thấy người thích mình, vừa ý của mình ngồi chung với nhau, họ hỗ trợ nhau, giúp đỡ mình. Còn những người mà không thích, không hợp đó, mình không ngồi chung nhau, câu sanh nhưng không hỗ tương. Quý tử nghe kịp không? Do đó, thì khi chúng ta thấy có câu sanh mà có hỗ tương, và có những khi chúng ta có câu sanh mà không có hỗ tương. Vì thì trong đời này, ta cùng nhau sống trong cuộc sống này là người, chúng ta cùng sanh nhau. Khi chúng ta làm việc thiện á, có người đến giúp ta, chúng ta có hỗ tương. Nhưng tới khi ta làm việc bất thiện á, không có người đến giúp ta, ta có hỗ tương. Tới khi ta làm việc bất thiện á, có người ta xúi dục ta, ta có hỗ tương. Nhưng khi ta làm việc thiện á, không người nào giúp đỡ ta, trong khi ta làm việc thiện, ta không có hỗ tương. Nghĩ tới đó chúng ta phải dày dặn. Không phải lúc nào chúng ta cũng có giúp hồn ba ứng đâu. Một người la lên có 10 người cũng giúp ta đâu, không có may mắn gì vậy đâu. Chúng ta phải ngừa phòng để chúng ta có mãnh lực đó. Và khi mà mãnh lực nó đến rồi đó mà chúng ta không thấy được cái mãnh lực đó, chúng ta không dùng được đó, ta đánh mất cơ hội. Hai trường hợp duyên luôn luôn có hai chiều. Vậy thì cái khi mà chiều tốt nó đến chúng ta, ta không biết đây là mãnh lực trợ duyên cho ta, chúng ta đánh mất cơ hội. Còn mãnh lực mà đến với ta để mà xâm hại, để phá hủy ta, ta quyết lấy đó đó để ta diệt đi, thì ta cắt đi, chứ thật là chịu ảnh hưởng của đó đi. Ta bị ảnh hưởng cái đó, chúng ta tạo ra bởi một mãnh lực kia khống chế ta, chúng ta mất đi cái lực, sự tự chủ của con người. Cứ tự nhớ rồi. Nhưng mãnh lực duyên rồi, người ta đến đó, không có người nào tự chủ được. Sự thật như vậy. Quý tử thấy khi mà ta săn lên á, khi mà quý tử săn lên á, cái con người mà có tu á,
có sự mà chế ngự tâm dữ dũng giống mạnh lắm đó, họ mới chế ngự được cái sân thô mà không hiện bài thôi. Sân tế họ cũng ngấm ngầm hiện bài chút chút, họ không có la hét không sùng như cái mặt đỏ 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 lên tay luôn 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 vậy nè. Hẳn là do đó đó quý vị thấy không, đó là bởi cái gì, đó cái gì mà chúng ta vượt qua được sân thô mà không qua được sân tế, mãnh lực của nhân duyên, mãnh lực của nhân duyên cảnh duyên, mãnh lực của cảnh duyên chúng ta không có vượt qua được. Khi mà duyên nó đến á, mãnh lực nó đến rồi đó, chúng ta không vượt qua được đâu. Khi mà quý tự thích rồi đó, quý tự mà thích ngồi thiền rồi đó, không ai cấm quý tự được, cản được. Mà khi tự thích đi chơi rồi đó, không ai cấm, không ai cản được. Quý tự thấy không, tất cả đều là duyên cả. Và quý tự muốn chết rồi đó, quý tự không cản được. Nên ông dân gian ta thường nói, ông bà ta thường nói, giữ người muốn ở lại, không giữ người ra đi. Hoặc là giữ người muốn sống cho, không giữ người muốn chết. Những cái danh từ đó đó là chúng ta sẽ thấy tại sao người ta bị đưa cái này dọn được cái kia. Mãnh lực gì, mãnh lực gì, thì khi chúng ta đứng ở góc độ đó đó, chúng ta sẽ thấy là ta có thể là một người cha mẹ, một người cha mẹ bất lực trước sự dạy dỗ con cái, thì cũng như vậy, ta là con người của ta, đây là con người của ta, nhưng mà ta bất lực trong sự dạy dỗ con người của ta. Chúng ta sẽ thấy điều đó. Đây là con người của ta, hoàn toàn là của ta, không ai được đụng với con người ta một chút da nào của ta hết đó. Nhưng mà chúng ta không làm chủ được con người của ta, tất cả đều mạnh lực hết. Cứ tự thấy không nè, từ hôm qua hai ngày nay sư có nói với tự đó, khi mà mở mắt ra tự sẽ làm cái gì, tự có quán tự cái đó không, có quán tự cái đó không? Khi mà chúng ta vừa mở mắt ra, chúng ta nói ta phải làm cái gì, thường cảm nghĩ gì, thường cảm nghĩ gì, chúng ta có nghĩ sao, và chúng ta sẽ làm cái gì, chúng ta sẽ nghĩ tới đó, và cái gì mà mạnh nhất chúng ta phải hành trung duyên, hành trung duyên, trung duyên. Ha, tôi phải nhớ như vậy đó. Còn nằm trên giường á, còn nằm trên giường á, chúng ta phải quán thấy như vậy đó, để chúng ta thấy được là không có khả năng gì chế ngự được cái duyên. Quý tử có nằm mở mắt ra rồi đó, khi mà quý tử nằm mở mắt ra đó, nhìn trên trần nhà của quý tử đang nằm trên giường của quý tử đó, quý tử có qua khỏi được mảnh lực duyên không? Không qua được. Đầu tiên quý tử không qua được cái thường cảnh nhân duyên là cái gì? Sau khi một giấc ngủ ngon là cái gì quý tử biết không? Sau khi mà có một giấc ngủ ngon, một cái mảnh lực duyên nào làm cho quý tử phải làm cái động tác kế tiếp là cái gì quý tử biết không? Dùng nha. Biết không? Đang ngủ ngon xong rồi đó, hết giấc ngủ ngon rồi, một cái mãnh lực gì nó đến với quý tử làm một hành động gì trong quý tử phải làm. Tiền sanh duyên gì? Hậu sanh duyên. Bên đây tiền sanh, bên đây hậu sanh, xong rồi. Khi xin hỏi lặp lại câu hỏi quý tử nghe nè, khi mà quý tử đang ngủ một giấc ngủ ngon tuyệt vời, giấc ngủ tròn giấc 8 tiếng khỏe vừa xong, thì một mãnh lực duyên nào làm cho một động tác kế tiếp sau khi mà quý tử vừa xong giấc ngủ? Trung duyên nghe. Lặp lại cái gì? Vô dáng duyên. Vô dáng duyên cái gì? Muốn ngủ tiếp, muốn ngon tiếp. Giờ sư hỏi đó, đó mấy cái đó là một bài kiểm đó nha. Người đang làm bài kiểm, chỉ có đủ câu hỏi để làm bài kiểm hết á. À, sư làm lại. Sau một giấc ngủ ngon tròn giấc 8 tiếng, sau một giấc ngủ ngon tròn giấc 8 tiếng, quyết tự ngủ xong thức dậy, một mảnh lực duyên nào để quyết tự làm một động tác kế tiếp sau giấc ngủ đó? Cảnh nhiên. Rồi, nói đi chưa nghe. Cảnh nó xong, nó cảnh khác. Trùng duyên. Phạt thủ, phạt thủ. Phạt thủ. Đang ngủ xong thì lặp đi lặp lại nữa. Thì sao sẽ là trùng duyên. Khi nào, khi mà, ví dụ như, quý tử ăn cái xoài đó, quý tử ăn cái xoài nó ngon. Cái này ngon, quý tử mới gấp tiếp đó là trùng duyên. Là quý tử hưởng lại, quý tử ngủ ngon rồi. Ngủ ngon xong rồi trùng duyên là chắc mắt cụ lại nữa. Rồi đi. Ở chừng nào ra chưa biết. Thì một tiếp nữa, sau 8 tiếng nữa là xong xuôi cái gọi là cái hôm nay một nhân viên mà bốn đó nghiệp duyên, nghiệp duyên, à nghiệp duyên hả, nghiệp duyên cạn nghi duyên á. Thì tôi xin muốn nói như nè, trong một giấc ngủ ngon, câu hỏi nó sẽ đặt ra trong bài kiểm thi của Phật tử là gì,
một sau một giấc ngủ ngon, một mảnh lực như nào sẽ làm động tác kế tiếp cho bạn. Chứ tôi nói sau một giấc ngủ ngon dưới mảnh lực thường cả ngày duyên sẽ làm động tác kế tiếp của bạn là mở mắt. Làm việc mở mắt. Và sau khi mở mắt xong nó thì những cái gì làm tiếp cái mảnh lực như nào là đối tượng sẽ làm. Làm một cái thường cả ngày duyên là gì? Rồi có giường, ngồi lên. Chưa. Cái nó lẹ quá. Thường khẳng nhiên làm cho bạn ngồi lên. Rồi mảnh lực kế tiếp là gì? Thường khẳng nhiên làm cho đứng lên. Rồi có nhiều đứng lên. Rồi thường khẳng nhiên nữa là bước ra tới cửa. Rồi thường khẳng nhiên nữa là nắm cái ô khóa, mở cái cửa ra. Chứ đâu có đi ra đi tiểu liền đâu. Phải biết như vậy đó, tôi tưởng có thấy rằng là mảnh lực nhiên, mảnh lực nhiên, đây là cái mảnh lực của mình. Vô gián. Thế đó nè. Quý tử đâu có nói mà dùng mở mắt ra tôi đi restroom liền thì đâu có. Phải mở mắt, bước rồi có nhiều đứng xuống đất, bước đi ra, đụng cửa, mở cửa đi, đi như một pháp hành Vipassana. Như tinh ra là cái duyên. Từ đó quý tử sẽ thấy được là chánh niệm bởi tỉnh được cái duyên. Quý tử trả lời nhanh như vậy đó, quý tử sẽ rước hết tất cả những cái gì chúng ta xin thiếu sót. Vipassana phải kết hợp với Pháp Thu. Quý tử nắm được chưa? Vì những mảnh lực đó, như mỗi mảnh lực đó chúng ta sẽ thấy không phải cho tồn. Là một cách máy móc. Một cái vô ngã. Thì chúng ta mới thấy là tại sao một số người người ta vô cái Pháp Thu đó, người ta thấy được cái sự vô ngã của con người. Tại vì tất cả đều là mảnh lực. Quý tử thọ cái chân nào xuống trước, thọ chân nào xuống sau cũng là một mảnh lực kia. Có người quen thọ chân trái xuống trước, có người quen thọ chân phải xuống trước, không phải là ngẫu nhiên. Chứ có thể rõ sẽ thấy gì nữa. Phẩm ra, do đó quý tử thấy có nhiều người vừa ăn cơm xong á, sẽ ngồi thấy có nhiều người vừa ăn cơm xong, chân phải đứng lên trước, mà họ chân trái đứng lên sau. Mà có nhiều người vừa ăn cơm xong, chân trái đứng lên trước, chân phải đứng lên sau, thì sẽ biết cái người đó là nói như nào nữa. Hả? Đó cái đó nó không phải là tự nhiên đâu. Không phải tự nhiên đâu. Tại sao có người ăn tay trái, có người ăn tay phải? Yeah. Có người nó chưa đoạn chưa tới là hạ miệng, có người đoạn tới miệng họ mới hạ ra. Tất cả đều là duyên. Xin hỏi sẽ thay rõ hết đâu. Bởi vậy con bé bé á, có gì sao mà con xoay bằng được. Là cũng nhìn bất. Đâu xin liền nước Phật, tôi sẽ đâu nhìn bất. Sức quái quả là xin cũng nhìn nhìn bất, tôi là chết năm ngay mặt cho từ. Thế nào mình còn thấy cô ăn nữa. Hả, bắt đầu lên giọng cô ăn nha chị gọi. Nhận lời đi chẳng nhiên hơn. Tại vì tôi xin nhìn hết cái cô gọi. Quay lên nè. Do đó nó mới tự sẽ thấy khi mà bài kiểm đến á, cô bài kiểm học xong á, thì ta có bài kiểm á, thì sẽ để những cái câu hỏi đó với tôi phải tạo trả lời cho sư. Không nè. Như câu trả lời của anh Lập á, ăn cơm anh vừa mở mắt xong xuống nắm ra chút miệng đi gác xuống đó. Có cái đèn của mình, có cái đèn của mình. Có cái thời thảm này. Giống như gớt bước của người tạo rồi. Gót xuống bốn đoạn đào rồi. Từ bàn bếp gót xuống bốn đoạn đào bốn phố rồi. Bàn bếp. Mới ta nghe kèm không? Giờ đó mới người ta cảm nặng à. Khi chúng ta làm như vậy đó, chúng ta mới thanh lọc được cái công pháp hành của Vipassana của mình. Đây là con đường mà sẽ hướng dẫn từ từ để mà chúng ta qua. Quý vị có thể mỗi một ngày sẽ thêm thắt vô. Mỗi một ngày sư thanh thắt trong sự ôn bài, sư thanh thắt hướng dẫn vô, sư thanh có để ý cái đó. Không phải là sư không có tác ý, dụng pháp để quý tử dùng pháp, sư dụng pháp để quý tử được dùng pháp. Là như vậy đó, thì những cái đó quý tử thanh trọng tất cả làm theo một mảnh lực. Tại sao chúng ta tới chiếc xe chúng ta phải làm gì? Tới chiếc xe, khi chúng ta đi từ trong nhà chúng ta tới chiếc xe chúng ta làm gì? Phải đụng ra cái cửa.
Dạ sao cứ tụng cái cửa, mở cái cửa. Không có sư sư không có cái máy cái xe của sư rồi đi tới nó mở cửa liền. Không có cái xe của sư nữa. Xe điện qua rồi, xe điện qua. Một hộp sư. Xe điện qua rồi. Mà thấy nào? Vậy đó, những cái đó không phải ngẫu nhiên. Mà con người mình làm như một cái máy móc. Con người mình làm như một cái máy móc. Phải không nè? Thế thì có khi nào muốn tự đi ra khỏi nhà mà không đi mang dép không? Có không? Đi trên không không? Dạ, có nhiều người đi ra khỏi nhà phải mang dép không? À, không phải ngẫu nhiên. Nó đều có là bản lĩnh riêng. Hãy nè! À, có người mà đi ra nhà mà không kịp mang cái máy móc đó, không mang dép đó, là tại cái người đi ra quên điện thoại cầm tay, cái chạy đi lẻ để đưa cho họ để mà kiểm soát họ tiếp tục, do đó mà chạy không kịp mang dép, do đó đó trưởng kia mà phải là vô nhát cả đi phải thêm cho kịp chứ không được mà không thấy rõ không được mang móc đậu thừa tôi điện thoại không ra nghe không nghe, do đó nó vô nhát cả đi phải chạy cho nhanh thì nhanh đi ra đưa mua kịp mang dép, do đó vô nhát cả đi đi. Sắp kìa, cái trái duyên nó nhìn cái lạ lùng quá. Những cái duyên gì nó làm sao cho nó kết hợp gì đó nó chết ngẫm. Chết ngẫm, chúng ta kết hợp. Thế thì chúng ta sẽ hợp được cái duyên nó như vậy đó. Mà mỗi một cái duyên mà chúng ta hợp đây, nó có một mãnh lực và một chức năng rất là đặc sắc trong đời sống hàng ngày của Phật tử. Nếu tự nhìn thấu tấu được duyên á, thì tự nhìn thấy tất cả được hiện bày trong đời sống hàng ngày, đi đến đằng ngồi, nó đang suy nghĩ hay là chúng ta hành động đều nằm trong mãnh lực của duyên cả. Quý tôi chưa quen những danh từ duyên, quý tôi chưa quen hết những đặc tính của duyên, chưa quen cách dựng cái duyên để chúng ta ứng dụng trong cái dùng cái duyên trong đời sống ngày, nó chưa tự còn lòng trọng nghiêm trọng nhé. Nhưng cái trường hợp mà tôi sẽ nói trùng gì đó, sinh tự trùng duyên như đó, vậy đó đó, nhưng mà không hiểu sinh nó ủa sao cái gì trùng không chắc là gì trùng cái gì, nhưng mà cái trùng duyên, trùng sinh tự trùng duyên như đó đó, thì cái duyên nó là trùng trùng duyên không, nhưng mà nấu hoài chuyện ra trùng cái sinh nó sinh tự duyên. Cô kim cái đó đấy, có những cái chúng ta chưa quen gì trùng duyên. Chúng ta cái dùng cái tên duyên, còn chúng ta phải hỗ trợ nghe tới trùng thì chúng ta sẽ tương duyên liền, thì nó sẽ thành cái tạp cho đúng rồi. Nhưng mà từ cái tao là sân bài, chúng ta sẽ tương duyên, chúng ta sẽ tương duyên. Mà khi chúng ta biết cái trùng dụng duyên á, mà chúng ta hiểu được cái đó, thì con người chúng ta đầy những di trùng tại di lập đi lập lại, cái đó là trùng dụng duyên. Nhưng mà... sao? Nhiều sống mà. Thì đó là sẽ thấy cái con đường của nó không có đơn giản, cái duyên chúng ta không có đơn thuần, nó ảnh hưởng chúng ta vậy lắm, nhưng mà chúng ta chưa quen á, chúng ta phải tìm cái quen cái duyên nè, cái gì mà quý tử chưa quen á, cứ hỏi sẽ lặp lại, mà quý tử không nhớ nó sẽ nhắc lại các chính xác, như trường hợp trùng, quan sinh nhắc liền cái duyên như khác này nè, cái câu đầu là sẽ biết cái câu sau sẽ tưởng những tiền tới, sẽ giúp liền, chứ là một người thầy không bao giờ bỏ rơi gần tròn, đó là cái điều nói, mà những người đó gần tròn sẽ tưởng, một người gần tròn là tưởng với cái năng lực của người thầy giúp đỡ các tận tình, cái gì cũng sẽ thắc mắc thì thành nỗ lực liền, cái đó, nhặt đoạn duyên, nhưng mà chúng ta đang chia tiền cái được chặt chia đó, chúng ta đang còn tiền, chúng ta chưa là to, đó là đoạn duyên. Bây giờ con chỉ nhớ là vi trùng duyên rồi. Con nói gì đâu, con nói cái trùng trước cái đâu, con nói là đi đi đâu, đâu có đi mà đi trước đâu. Còn sửa duyên cái sao đó, sửa không có sửa duyên. Thành ra nó cứ tự theo dập thực duyên của chúng ta sẽ học tới, nhưng mà tới cái lúc giây mà cũng tôi đang dùng cái dập thực duyên đó, cũng tưởng diễn tả cái cảnh thực mà chúng tôi đang đi vào, bị lộn lộn dập lộn duyên và cái gì chứ cái mặt cũng chậm lắm đó, dập lộn duyên cái này cái là dập
tại vì mà ăn nhiều á, giờ lòng tụt xuống cho cùng, không thử là, tức là giờ lòng điên, anh mới lấy gì không? Chúng ta học, do đó đó, những cái gì mà chúng ta học á, chúng ta phải nắm giữ, để không á, thì chúng ta sẽ ảnh hưởng về kết quả, chúng ta sẽ tiếp tục bằng là nhị lục quả đi. Và Nga chỉ nhờ bà sẽ là cái loại email xin lỗi là sự. Bà không hiểu gì em. Sư sẽ nhận thêm email. Nhị thông quả, nhà gì? Chúng ta có học tiếp mà nhị thông quả gì? Thì mới, 14, như 14. Đứng lên đi. Thế chứ? Đúng rồi Nghi. Rồi đứng lên đi. Sao? Ở chưa? Chúng ta ôm bài, chỉ chúng ta ôm bài xong rồi phải không nào? Hiểu được hết duyên rồi đó. Tất cả. Dạ, 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 dạ. Thì xin nghe cô thầy. Dạ, sư có thể cho con biết cái vị thời nghiệp duyên á, sư nói là khác thời gian. Nó mới qua cái đời gì thời nghiệp gì. Ví dụ như mà cô vừa đánh người ta đó, thì hai phút sau người ta đánh lại cô là gì thời nghiệp mà. Là đâu vừa đánh người ta lại. Không, không phải là cùng sanh. Còn vị thời là sai khác thời, gian tạo tác. Vậy, vị thời, không. Cái vị thời là sai khác thời gian tạo tác. Ví dụ như cô đánh người ta, 5 ngày sau người ta đánh lại cô là gì thời nghiệp. Cái đó là sai. Nghiệp tạo ra sai khác thời gian tạo tác cái quả này cho sanh đó, nên gọi là dị thời nghiệp duyên. Mà dị thời nghiệp duyên xin nhắc lại đó là đồng nghĩa với thường cảnh y duyên, kịp nha, nó gần với nhau. Tới cái phần mà dưới đó chúng ta sẽ gặp lại trong các giống. Thì bây giờ đó chúng ta đã học qua cái duyên thứ 13 là nghiệp duyên á, thì chúng ta hôm nay chúng ta học tới cái phần 14 là dị thuật quả duyên. Quả sổ chỗ xanh, sai khác thời gian chín mùi. Quả chỗ xanh, đây là chín mùi. Vị thuộc là chín mùi, vị là sai biệt, sai khác. Thời gian, quả chỗ xanh. Quả chỗ xanh, quả chín mùi, chỗ xanh, sai khác thời gian. Đó gọi là vị thuộc quả duyên. Vị thuộc quả duyên này nó khác với là quả duyên của tâm đạo. Cứ tự nhớ ha, quả duyên của tâm đạo chỉ có quả thôi. Cứ tự nhớ quả duyên. Thì cái quả này á, sư tiếng Pali gọi là pha lá. Còn cái này quý ba cá, cái này là quý ba cá. Quý ba cá, quý ba cá là vị thuộc quả. Còn pha lá của mắt cá là quả. Cái này là của mắt cá nè, cái này là đạo trước, thấy không nè, thì quả sau. Mắt cá là đạo, còn pha lá là quả, chỗ sanh liền tâm đạo. Cái người mà chứng đắc đạo quả là người chứng gì, chứng đắc tâm đạo, chứng đắc tâm quả, thì gọi là pha lá. Như cái bài kinh mà là Samana pha lá tức là sa môn quả đó, là người nào mà xuất gia trở thành bậc sa môn hưởng quả báo liền, tức gì gọi là chim pha lá này, pha lá gì quý phật kịp nghe không, pha lá là quả chỗ liền sát na, là tâm đạo liền quả, thì là pha lá này. Nhưng mà hôm nay chúng ta chỉ học cái phần mà là gì, quý ba cá achaya, tức là gì quả duyên, tức là quả chín mùi chỗ xanh sai khác thời gian. Quả chín mùi chỗ xanh sai khác với thời gian là gì thuộc quả gì. Quả chín mùi sai khác thời gian chỗ xanh là gì thuộc quả gì. Biết từ nắm được chưa nào? Vậy thì khi chúng ta nói cái gì thuộc quả là chúng ta đón nhận cái quả báo, hay là chúng ta đón nhận cái quả lực, nhưng mà chúng ta đã tạo ra từ nơi một hành động trước đó. Hành động nào chúng ta trước đó? Thiện và bất thiện. Với vị thuộc quả này, chúng ta chỉ đón nhận hai cái mệnh lệnh thôi. Tức là từ nơi bất thiện nghiệp. Bất thiện nghiệp. Chúng ta đón nhận vị thuộc quả này. Hay nữa là thiện nghiệp. Chúng ta đón nhận nghiệp quả này. Vị thuộc quả này. Vậy thì hai cái mệnh lệnh này, nó làm chúng ta có cái vị thuộc quả. Được tiếp nhau. Vậy thì nhân nào thì quả đấy, gieo nhân nào quả đấy, thì chúng ta thấy gieo nhân từ nơi bất thiện nghiệp chúng ta đón nhận quả bất thiện, gieo nhân từ nơi thiện nghiệp ta đón nhận từ nơi
quá quá thiệt. Vậy thì câu hỏi như xong chưa nè, như xong chưa, rồi chưa, rồi có câu hỏi được đặt ra. Với duyên nào, với mạnh lực duyên nào, với tự lập bác thiện nghiệp, và với duyên nào, với tự lập thiện nghiệp. Với duyên nào mà quý tự làm bắt thiện nghiệp, với duyên nào quý tự làm thiện nghiệp, với mệnh lực duyên nào mà quý tự làm việc bắt thiện, với mệnh lực nào quý tự, với duyên nào quý tự làm việc lãnh vực thiện. Khi nào quý tự làm việc thiện, khi nào chúng ta làm việc bắt thiện, hả? À, nghiệp duyên. Rồi, với nghiệp duyên, rồi với mệnh lực nào mà quý tự làm việc bắt thiện, với mệnh lực nào quý tự làm việc thiện. Thế là càng y như à, với mệnh lực nào quý tự làm việc thiện, với mệnh lực nào quý tự làm việc bất thiện. Chứ hỏi lần thứ ba, phát trùng dụng duyên, với mệnh lực nào quý tự làm việc bất thiện, với mệnh lực nào quý tự làm việc thiện. Hả? Hả? Câu hỏi thứ tư đặt lại nha. Với mệnh lực nào quý tự làm việc bất thiện, với mệnh lực nào quý tự làm việc thiện. Nhân duyên. Nhân duyên, quý tự phải nhớ. Vì ta là đó do nó nhắn. Nhân duyên chúng ta không có nói xa tất cả. Nhân duyên là chúng ta có nhân duyên. Với mệnh lực nào chúng ta làm nhân bất thiện? Tham, sân, si, ba cái đầu mối của bất thiện. Nếu việc thiện là chúng ta là vô tham, vô sân, vô si. Quý tự phải nói ngay cái đó chứ chúng ta không nói cả chúng ta xa. Với mệnh lực nào chúng ta làm việc bất thiện? Ba nhân, tham, sân, si. Chúng ta làm việc bất thiện. Với lĩnh vực nào chúng ta làm việc thiện? Ba nhân, là vô tham, vô sân, vô si. Khi chúng ta hành đó, chúng ta có nghiệp. Do đó chúng ta gọi là bất thiện nghiệp hay là thiện nghiệp. Vậy thì cái câu hỏi đã đặt ra. Khi chúng ta nói tới vị thực quả là quả được chỗ sanh, chính mùi sai khác của thời gian tạo ra. Với mệnh lực nào, với bất thiện nghiệp và thiện nghiệp. Và sau khi chúng ta nói tới bất thiện nghiệp và thiện nghiệp á, thì mệnh lực duyên nào làm ra cái hành động bất thiện này và việc thiện này, chúng ta nói mệnh lực duyên, nhân duyên. Với nhân duyên, ba nhân tham sân si làm ra bất thiện nghiệp. Với ba nhân của tham sân si làm ra việc thiện nghiệp. Kịp chưa nào? Nhớ không? Thế thì khi chúng ta nói tới như vậy á, thì chúng ta sẽ thấy là mạnh lực cái gì thực quả chỗ sanh bởi hả, mạnh lực quả gì thực quả như này nè, chỗ sanh bởi bất thiện nghiệp và thiện nghiệp. Gì thực quả được chỗ, gì thực quả duyên được chỗ sanh với bất thiện nghiệp và thiện nghiệp. Mạnh lực bất thiện nghiệp và thiện nghiệp được chỗ sanh bởi nhân duyên. Chúng ta mà nói gì vậy? Kịp chưa? Kịp chưa? Chúng ta nói không á thì chúng ta nói chặt. Vì thuộc quả duyên, vì thuộc quả duyên làm chỗ sanh quả báo từ nơi đâu? Mãnh lực vì thuộc quả duyên được chỗ sanh quả báo do từ nơi bắt thiện nghiệp và thiện nghiệp. Có nghiệp hành động từ hành động nghiệp, do đó chỗ sanh vì thuộc quả. Mà mãnh lực bắt thiện nghiệp và thiện nghiệp do từ nơi đâu? Mãnh lực nào làm ra bắt thiện nghiệp, lãnh lực nào làm ra thiện nghiệp? Do bởi mãnh lực nhân duyên. Tham sân si, do tham sân si. Rồi từng mỗi hành động chúng ta làm bởi hành động này, với mệnh lực kia là chúng ta bởi nghiệp duyên. Với mệnh lực nào chúng ta thường hay làm là thường cận cái duyên. Với trạng thái được cùng làm là câu sanh duyên, mà nương đổ nhau mà làm là câu sanh nghi duyên, mà giúp đỡ nhau làm nghiệp này là hỗ tương duyên, làm không gián đoạn nghiệp này là vô gián duyên, và liên tục không ngừng lại là đẳng vô gián duyên và chết luôn. Ai cũng chết hết mà, tất cả mọi người sống để mà chết. Quý tử nghe chị không? Do đó đó thì chúng ta sẽ thấy những cái đó đó nó kết hợp nhau, nó làm lên một cái một bản hòa tấu mà ta sẽ học tới sau này là tấu hợp và hiệp lực. Chúng ta sẽ học tới phần là tấu hợp và hiệp lực, sau này chúng ta sẽ học cái đó. Bây giờ chúng ta đang phân lọc ra thôi, giới thiệu từng lọc rồi thôi. Quý tử nghe kịp ha. Do đó thì quý tử thấy dưới tất cả vị thực quả này, khi mà vị thực quả duyên đã chỗ sanh á, mãnh lực vị thực quả duyên chỗ sanh nhất, thì lúc bây giờ quý tử làm bị cái gì, đón nhận cái gì, mà chúng ta bị khống chế vào cái gì? Quả báo.
quý tự nhớ nha, dưới mảnh lực của vị thập quả duyên á thì chúng ta quả báo chỗ sanh. Quả báo chỗ sanh rồi, khi mà quả báo đã chỗ sanh rồi đó, chúng ta phải non dạng và không chạy thoát. Nhớ người làm việc bất thiện, với người làm việc bất thiện tạo bất thiện nghiệp thì duy cho quả duyên, làm cho quả báo được chỗ sanh, họ đưa cho con đường gì, bốn đường ác đạo. Nếu như người làm việc thiện, với mãnh lực của thiện nghiệp, quả báo với mãnh lực của vị thập quả duyên, với thiện nghiệp đã tạo ra vị thập quả duyên, chỗ sanh quả báo gì? Nhân thiện. Nhân thiện. Nhất bản. Quả báo chỗ sanh do bởi vị thập quả duyên. Quả báo chỗ sanh do bởi vị thập quả duyên. Quả báo chỗ sanh do bởi vị thập quả duyên. Kịp chưa? Có kịp không? Nguyên tại có kịp không? Sẽ có đi chậm không? Không chậm chứ. Hơi chậm. Cô bảo là mình nắm tay á, sao được ăn này? Sao lại á? Coi như là ăn chưa xong mà còn tiêu không rồi. Với cái đó cho nên phải cho nó đổ xong cho giải thoát liền. Cho nên có phải đề nghị là buổi chiều đừng ăn nữa. Chiều muốn tới đâu ăn đâu. Mình đừng ăn đâu sư. Đâu vẫn làm chiều ăn đâu. Sư cũng vậy thôi. Vậy hả? Cô danh nhật thật. Cô danh nhật thật trong mặt. Danh nhật thật. Lúc nào? Rồi, cứ tự thấy nè. Quả báo trong sanh. Khi người ta hỏi quả báo trong sanh chiếc mạnh lực nào, thì cô tự cho nói quả báo trong sanh chiếc mạnh lực gì trong quả gì. Nhớ nha. Quả báo trong sanh chiếc mạnh lực nào, chiếc mạnh lực gì trong quả gì. Vì thuộc quả duyên bị ảnh hưởng bởi nơi thiện nghiệp và bất thiện nghiệp. Bất thiện nghiệp và thiện nghiệp tạo ra quả báo chỗ sanh với mệnh lực vì thuộc quả duyên. Do bởi nhân duyên nào? Bởi duyên nào? Nhân duyên. Chúng ta nhớ mà. Nhớ mà. Do bởi nhân duyên. Chị xin nghe. Vậy cái nghiệp, cái duyên này nó liên hệ với cái nghiệp duyên ra làm sao? Nghe. Vậy em đang nhìn cái này con cái gì có liên hệ mà con nhìn thấy. À, thấy đó, thấy đó. Rồi, giáo sư nói nè. Trước khi mà quý tử muốn làm gì bất thiện, do bởi nhân nào quý tử làm, do bởi duyên nào quý tử làm gì bất thiện. Khi mà muốn làm một việc bất thiện, do bởi mãnh lực duyên nào quý tử làm gì bất thiện. Nhân duyên. Quý tử nghe kịp không? Nghe là xin đóng cho nè. Nè, làm nghiệp bất thiện, làm nghiệp bất thiện do mãnh lực nhân duyên tạo ra bất thiện nghiệp, duyên bất thiện nghiệp tạo ra bất nghiệp thiện do mãnh lực do mãnh lực duy thành nghiệp duyên. Thật chưa? Tạo cái bất thiện nghiệp quả chỗ sanh từ bất thiện nghiệp do mãnh lực di thuộc quả duyên tiếp theo. Sẽ đi khó quá nè. Thấy đơn giản không? Cứ tách ra như vậy đó, cứ thấy
có cái to trong đây không? Tất cả gì của tôi thấy cái to trong đây không? Không có thấy mãnh lực không à? mình thấy mình chết. Nhiều khi tôi thấy tôi chết rồi xin lắm. Sao mình làm không có gì chủ động được, nó toàn là mãnh lực không à? Không có tôi sao lấy gì chán sao? Chán rồi, nghĩ tôi là chán rồi. Không biết nó sao rồi. Sư chán nhưng mà, sáng nhưng mà đừng chưa đưa cho sư tấm ván. Là như bắt thiện cho mình lực nhân duyên, mà tạo cái bắt thiện nghiệp cho mình lực nghiệp duyên, duyên thành nghiệp duyên. Mà quả trong sanh từ bắt thiện nghiệp á, cho mình lực gì thật quả chi. Hẳn á, nên à, mà làm hoài làm quỷ không ngừng á, là do mình lực. Mà tại sao mà tao làm việc này mà mới sai làm việc? Hỗ trợ nhau làm việc này hoài không ngừng. Hỗ trợ gì mà? Vậy là chỉ còn gì để nói được? Kém quá trời kém. Chán liền đó chứ. Mới thấy cách không? Hả? Do nhân duyên gì hả? Còn hỏi nhân duyên gì đó. Đang hỏi nhân duyên thì sẽ trả lời được đó. Do bởi duyên gì đó thì mới nói được chứ. Nhưng mà còn hỏi do bởi nhân duyên gì sẽ nói được. Nó một tất nhiên rồi. Hả? Là do đó duyên gì? Cái duyên đó là cái duyên từ yêu sang lưu sanh lưu si, mà yêu sang lưu sanh lưu si á, mới chính đắc đầu mới chán mình. Nhàm chán, nhàm chán. Nhàm chán. Ghê quá. Này bật vô học. Đi vô đây mới học. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Cái này người hiểu lắm nè. Vì thật quả duyên nắm được ha. Mấy cô nghe được không? Vậy thì mấy cô làm bài kiểm được không? Dạ được. Ông sư có bài kiểm thiệt. Ông sư nói gì thôi. Ông sư nói gì thôi. Chuyện nào sư? Báo thời tiết thôi. Nghe mà rung. Bình tĩnh. Chỉ có báo thời tiết thôi. Nghe gì mà rung. Anh Trung gì? Sư có báo thời tiết. Trời ơi, thánh mà xem cho mà sát, cho hổ tự nhiên cho trời ơi. Con đứa của mày hoài sư chanh à. Câu thánh y duyên luôn. Và hổ tự nhiên luôn. Thôi hoài sư chanh nào. Nghe không? Và thường cảnh y duyên luôn. Bất ly khứ duyên. Bất ly khứ duyên. Không có xa luôn. Thôi hỏi tiếp. Ngày xưa hỏi vô dáng đi học cái ngày tình sự đó thì qua cái đời duyên sinh duyên ngày này ngày có đặt nhiều vấn đề với sinh điên đầu ông sư đặt nhiều vấn đề sư đặt xong rồi nhưng mà sẽ xong rồi đó là ngày tập bị lại duyên liền ngày trùng duyên phải lặp lại một kia sẽ lặp lại là trùng duyên trùng duyên lại điên đầu không ai chịu chơi đâu ngày khó lắm ngày khó lắm. Thì do đó tự sẽ thấy không phải ngoài sư không phải ngẫu nhiên tàng tàng nhẹ nhẹ như vậy đâu tặng truyền nhân mà hả? Không phải tàng tàng nhẹ nhẹ như đâu bất sinh nghề bất thiện nghiệp đó thì do mình bị thời gian rồi cái thuộc quả như hai cái nó giống nhau quả cho sai là cái tên cái gì vậy thì bất thiện nghiệp bất thiện nghiệp đó do gì thuộc quả như hả không khác chứ cái này là cô đang tạo còn quả có sai từ bắt thành nghiệp do bản lực gì sinh ra để tạo do bản lực nào vì thành nghiệp tại sao sẽ để là vì thành nghiệp tại vì bắt thiện của cô đang tạo đó nó không chỗ sanh liền nên giờ là vì thành nghiệp còn nếu như mà chỗ sanh liền là câu sanh nghiệp cô nghe kịp không? Được chưa? Rồi, thầy chị sẽ trở lại cái việc học á đối với quý Phật tử ngày hôm nay thì đối với cái thời gian của sư không so sánh được, mất đi đói không sợ không so sánh được thì nó quý Phật tử phước báo nhiều sư nhiều sư phát hạnh khổ đau nhiều hơn sư nên ông rửa liền thì câu sanh nghiệp câu sanh nghiệp
khi mà cho sanh liền đã đi quá cho sanh nghiệp biết được tận nghiệp không lâu mới tận nghiệp hoặc là ta sư học rất khác ta sư thật thâu sơ mà năm tám mấy sư cổ lắm cho nên sư cần phải tu nhiều hơn có ngắn tu tập không được nghĩ ảnh vô gián nhiều và câu sanh nghiệp là xa biệt thời gian tạm nhưng mà sửa xa biệt thời gian tạm ta có hai cái tạo ảo quả nó là thành quả rồi nó còn tùy theo cái nghiệp duyên cho nên nó thành quả gì. Cô dự mình vậy chứ mà cổ con phước hơn cô sang khí không cô không biết được gì không Hôm nay chuyện được nói là một chuyện còn chuyện có mặt không chuyện khác nghe để mình nghe hành để mình nói vậy là nâng lắm rồi đó giờ nhưng mà đừng có lụp chụp lên thành ra với con tự hiểu không do đó đó từ đây á quý tự đã đi lên tới mức độ 14 duyên á là quý tự sẽ thấy mình có khả năng như hồi nãy anh Khải á Nhi Lý nói qua cái chuyện mà cô Ngọc Thanh ngày qua quý tự thấy cái lớp học mình khác liền không dạ đúng rồi thấy không lạ vô không thấy cô Ngọc Thanh vô cái nó mình thấy cái lớp mình khác họ nói họ nói cái mình Tự nhiên ngày mai có hai bạn bè chút vô đó wow. Ôm lại hết mình sẽ có trùng dũng duyên lại và mà sư ta sư đau sư sư ta cho con mình tự nghe sư đau khổ lắm có người mà đơ như con chút như là chết rồi nó nhiều gì không biết sư ta thiệt lên chơi một cặp đấy chứ đâu phải nguyên đúng không hai ông bà chút nhớ chút nguyên á mình nói thiệt lên chơi mà hai ông bà không hiểu vậy hả? Những cái trang này nè à, tại gặp trường hợp xin nói gì thì các bà không hiểu được hả? Ở đó thì nó không phân biệt đâu. Trưng quá. Quá rồi. Thành ra. Qua xin lấy hai người sống với nhau thời gian giống nhau. Giống nhau lúc rồi. Hai người sẽ giống nhau. Đó là thành nghiệp. Có hai cặp như vậy. Hả? Có hai cặp như vậy thì phải giải hai. Thường cần ta nói xưa ta ghét cái họ hồ khi mà chúng ta học xong á, chúng ta qua 14 cái duyên này đó, cái cấp độ của tự nhìn đó bắt đầu khác lắm. Còn khi mà có tự nhìn lại đó, sư đang ô tê á, mai mốt á, sư trở lại cái lớp học trường tự nhiên đi gặp anh cái năm ba, đi ra cái sao? Không, tụi con đang lo cho sư. Đấy. Xem cái sao sao có thể đưa có thể lên cả lên còn cái kẹt xuống nổi chứ không hả đâu lớp học cái duyên á lớp phải năm sáu á đúng rồi còn chắc là kem sò lớp năm sáu quá rồi chị học nghĩ dài cái chị đây quá rồi chị xuống nó còn và bắt thú không mà thành ra nó khác lắm với tự nhìn tay nè rồi với tự nhìn tay á cái quả nó chỗ xanh mà mình cũng phải chịu bản lực của nó nè dạ đúng rồi
quý vị thấy không, mình không có làm gì cả. Quả ra trong xanh rồi đó, mình phải bị chịu ảnh hưởng quả ảnh hưởng của nó. Đề Bà Đạt Đa khi mà ông ta làm được mất thiện nghiệp đó, ông ta không có nhiều cái quả ra trong xanh bệnh ảnh hưởng không cái quả không có đo lường được và không có cản được, mình không đo lường nó mạnh và không biết thời nào và nó ra sao, cái đó nó bị tục quả gì cũng là một mảnh lực chúng ta, cũng là một mảnh lực chúng ta. Mình đừng thấy học tới cái gì tục quả duyên rồi đó, chúng ta ngồi ta mới thức tỉnh, ta làm ra đó thì cũng mình làm, mà làm ra mình có biết làm không, mình có không biết làm bởi cái mảnh lực gì, một nghiệp duyên, một cái nhân duyên, một cái mảnh lực duyên, một nghiệp duyên. Còn mình nói đến khi mà đã bị mảnh lực này á thì tiếp tục ta lại có một mảnh lực khác, là quả cho sanh, là một chi thập quả gì. Và chúng ta thấy hoàn toàn chúng ta bị trong cái sự khống chế mà nó đã đặt chúng mình ở trong một cái quỹ đạo mà chúng ta không ra được thì đâu thì có chừng bao mà chúng ta thấy tới lúc một quả cho sanh chúng ta có bị ảnh hưởng của một mảnh lực, là mảnh lực chúng ta đâu có quyết định quả được. Và khi chúng ta nói ta làm gì, làm tạo nghiệp đó, người sư nói với ta khi chúng ta làm tập tạo nghiệp đó, thì khi chúng ta làm tập tạo nghiệp, chúng ta có quyết định được mạnh hay bị mạnh bản lực, không bản lực á. Nên nó mới tương ứng với là. Oh, sao? Vị thời nghiệp duyên cho nên mới có gì. Sao kỳ vậy? Thì ví dụ như mà quyết tưởng lúc mà đánh người ta, người ta quyết tưởng nó còn thon, người ta có kiểm soát được, có theo dõi được cái việc đánh người ta, cũng là nó là cái đạn đơn mà. Quý tử thấy không? Tức khi mà quý tử giận người ta đó, quý tử có giận thay cái sự cái sự kiểm soát của mình không? Một mạnh lực, một cái mạnh lực nó làm cho quý tử giận lên rồi đó, quý tử không kiểm soát được. Cũng một mạnh lực. Thế thì chúng ta sống ở trong tất cả đồ sở này, cũng như chúng ta sống ở trong thế gian này, trong cái bầu không khí này, trong cái môi trường sống này, chúng ta bị mạnh lực gì? Ví dụ là bụi bặm. Đi đâu cũng thấy đó, mà không thoát ra được. Cho dù một cái nhà, một cái là khoa học dẫu như thế nào, không tính xác được cái sự khoa học di trùng, bụi bặm, cái da này bụi trần là chúng ta thấy không ra nữa. Đi đến đâu cũng thấy, kín đáo sạch sẽ tới đâu, cũng có cái bụi trần, di trùng, bụi bặm, là cái nơi nào cũng thấy hết. Vì anh đừng chỉ có vậy đó. Vậy thì chúng ta sẽ thấy, chúng ta hoàn toàn bị khống chế. Khống chế để mà chịu để mà lặp lại. Nhưng hôm qua sư nói khi mà chúng ta không có đồng ý với một cái nghiệp, khi mà tôi không đồng ý một nghiệp đó thì tôi làm sao, khi mà tôi không đồng ý với cái nghiệp này tôi làm sao? Dạ, khi mà tôi không đồng ý với cái nghiệp này, tôi muốn tạo ra cái mới để chống lại, được không? Như hai ngón tay, như hai ngón tay tôi đã được học qua, hai ngón tay tôi không đồng ý cái này á thì tôi phải có cái ngón tay này để nó chạy lên, đúng không? Trước đây chúng ta được học qua, khi mà chúng ta không đồng ý cái mất thiện nghiệp á, chúng ta phải có một ngón tay thiện nghiệp để chạy lên, để mà chúng ta không có trả cái mất thiện nghiệp này, để chúng ta vượt qua thoát cái mất thiện nghiệp này, thì chúng ta tạo ra cái mới. Chứ khi chúng ta tạo ra cái mới á, chúng ta lặp lại một cái gì? Bởi quyết định của ta phải không? Hay là bởi một mình lực? Thay đổi, giờ thì mình nên được thay đổi rồi. Giờ cũng tưởng không muốn thay đổi tạo ra thì cũng thay đổi bởi chính mình quyết định hay là bởi một cái lực cũng là việc dùng cái từ thì cứ có chuyện gì dùng từ, nhưng mà cô nói là cô có ga có cái lực gì hay là tự mình quyết định không? Không có, thấy không? Đổi hay tạo ra mới hay là thay đổi, tụi mình làm hay là mình lập thay đổi mình lập không? Không có cái gì mà hoa khó mình lập á, hả? Đăng ký tạo ra nghiệp giờ đó thế này, đăng ký tạo ra nghiệp. Good question. Tạo ra nghiệp. Tất nhiên tạo ra nghiệp thì cái này nó hình thành ra bởi một mảnh lực. Tất nhiên tạo ra nghiệp thành bởi một nhân.
si rồi, nhân duyên. Thì đó hả? Ở trên ép xuống, nó bọc lại. Ta giữ chặt cứng. Trên đe giữ. Thấy không? Đúng rồi. Ta cái gì? Ta cái thiệt nhân viên. Ta cái bất thiệt nhân viên. Hả? Từ từ. Phù thủy. Kinh sư giác có thể đi vào một cái rừng cây, ăn một gốc cây. Rồi tôi nói cái cây này, cây kia. Rồi tôi cũng nhìn cây không á. Là tôi không thấy được cây gà. Mệt nè. Nghe chưa? Nhưng này thì một cái người mà đặt câu hỏi sau này của tử đó, sau này của tử học này xong đó, cái người nào mà đặt câu hỏi của tử trả lời liền được phải không? Thường thường câu trả lời ngay trong câu hỏi rồi câu trả lời phải không? À, cái chữ là khi khi mà của tử nắm được đó là của tử nắm được pháp, mà khi mình được nắm được pháp nó mới tự thấy cái người mà Đức Phật ngài nói với Đề Bà Đạt Đa, sau khi Đề Bà ta đến với Đức Phật hãy giao quyền chủ quản giáo hội Tăng Già cho Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật nói lần này Đề Bà Đạt Đa không được nói như vậy. Người mà người có khả năng và có thể thay thế Như Lai làm cái việc giáo hội chủ quản cái giáo hội Tăng Già chỉ có Xá Lợi Phật. Mà khi mà đến Đức Phật ngày tuyên bố là chỉ có Xá Lợi Phất là gì sao? Duy nhất Xá Lợi Phất được Đức Phật truyền Abhidhamma. Không có người thứ hai. Không có người thứ hai. Mà chính Xá Lợi Phất là người đi dạy Abhidhamma cho 500 vị đệ tử của mình, 500 vị tỳ khô đắc quả là hắn cùng một lượt. Có mình là Xá Lợi Phất. Không có người thứ hai. Do đó Đức Phật này nói Xá Lợi Phất là tướng quân pháp vương của Như Lai chứ không người thứ hai. Là người nắm được tác phú, nắm được tam vị đăng bà. Thì bước từ sau này 30 tướng quân pháp vương phát thủ. Hãy nói cái đó mà nó tới Đức Phật này nói không có một luật sai lệch nè. Đức Phật không có một cái sai lệch cái này đúng chính xác rồi. Tại vì Đề Bà Đạt Đa đâu có biết gì Abhidhamma. Đề Bà Đạt Đa đâu có học cái đó. Chỉ có tâm quán hạn với Đức Phật thôi mà. Tìm cách mà báo quán mà trả thù Đức Phật thôi. Tại vì không làm hiểu được Đề Bà Đạt Đa. Do đó đó thì làm sao mà muốn nắm giáo hội chứng quan tinh già. Không có. Không có nắm được. Thì chúng ta sẽ thấy vì khi chúng ta nắm được tất cả các pháp đó thì chúng ta sẽ thấy nó có cái gì để mà chúng ta còn lo ngại. Chúng ta nằm ở đâu, nằm trên đó tất cả. Thì vô tình nhớ góc độ vì chúng ta cũng có bởi cái gì? Duyên. Khi chúng ta bẻ được duyên, đánh biết được duyên thì cái này nó không sân nghe được. Vô tình nhớ gì? Nghe chưa? Nhớ chậm mà nắm chắc gì cho sự. Nhớ chậm mà nắm chắc gì cho sự. Thì chúng ta sẽ đi đi nhẹ lắm. Sẽ đi từng bước, sẽ đi chậm từng bước cho ông cô biết Phật là người đi. Kịp không? Cái nào chúng ta nắm không kịp á, thì cứ nói cho sư nghe, thì sư sẽ nói lại, hay là chỉ nhận lại. Còn chưa? Còn chúng ta qua cái phần kế tiếp á, là khi chúng ta nói đến gì Phật quả duyên, là chúng ta sẽ thấy là gì? Khi tới chỗ quả, chúng ta có một mảnh lực chỗ quả. Mảnh lực chỗ quả từ nơi đâu? Từ nơi hành động. Nó có một mảnh lực cái chỗ quả này. Và khi mà cái mảnh lực chỗ quả đó từ nó hành động đó nó tương xứng với khi ta hành động chứ không phải tương xứng theo ý nghĩ ta muốn trả quả cho nào. Tôi phải chẳng là nó tương xứng với cái từ hành động. Quả nó tương xứng từ từ hành động để mà nó trả quả chứ không phải tương xứng theo cái ý ta muốn trả quả rồi nè. Khi có tự nhiên 10 mà tôi muốn trả già, muốn trả 1
không có ý định đâu. Nó quyết định chứ không phải mình quyết định. Mà cái câu mà xin nhắc ngày hôm qua, khi chúng ta và ngày sau thì trả dậy, khi chúng ta nhắc lời ngày hôm qua, khi chúng ta hành động mà chúng ta trả từ sát na tâm, quý vị nhớ như vậy. Khi chúng ta hành động, ta trả từ sát na tâm. Chúng ta thắng hành động, ta trả từ sát na tâm. Ngữ hành động hay là ngữ nghiệp, chúng ta từ sát na tâm. Ý hành động, chúng ta từ sát na tâm. Mà mỗi khi chúng ta trả quả từ quả hành động đó do mệnh lực, vì thuộc quả duyên, chứ không phải do ta quyết định. Do mệnh lực, vì thuộc quả duyên. Tất nhiên chúng ta trả mà chúng ta cũng phải trả từng cái mệnh lực của nó, của từng nghiệp nghiệp nào. Nghe không? Thì chúng ta sẽ thấy là tất cả đều nằm trong một cái khống chế mệnh lực của bởi và duyên. Thì khi chúng ta nói tới gì thuộc quả duyên á, thì chúng ta qua cái từng là bắt thiện nghiệp và thiện nghiệp. Thì thế khi gì, tại sao chúng ta bị bắt thiện nghiệp? Tại sao chúng ta lại bị bắt thiện nghiệp? Vì thành nghiệp duyên. Mà tại sao chúng ta bị gì thành nghiệp duyên? Thì tại sao chúng ta bị nhân duyên? Aha. Thì thế này. Khi chúng ta nói ấy, khi chúng ta nói có bắt thiện nghiệp duyên là gì thành nghiệp duyên. Rồi chúng ta nói gì thành nghiệp duyên, chúng ta có bắt thiện nghiệp duyên. Thì đằng sau cái gì thành nghiệp duyên này á, do bởi nhân duyên, chúng ta nói tới bởi nhân duyên. Mà đằng sau bởi nhân duyên, chúng ta có cái gì chúng ta làm ra? Vô minh giải dục. Dạ? Vô minh giải dục. Vô minh giải dục. Không phải. Đằng sau cái này, do bởi thường cả nghi duyên. Từ cả nghi duyên. Thất thường quan tạo, tạo lại cho lại ta. Quý vị sẽ thấy. Nhớ thường cả nghi duyên, mà chúng ta thường tạo, mà chúng ta không ngừng tạo, thì ta có vô nhân thường cả nghi. Mà vô nhắn cảnh nghi này, chúng ta làm sao ra được cái này? Là chúng ta muốn hiển hữu và bắt ly. Chúng ta sẽ đi tới cái chuyện đó. Vậy thì chúng ta sẽ nói tất cả đều cũng phải nói tiếp nhau một chuỗi mãnh lực. Một chuỗi mệnh lực. Mặc một chuỗi mệnh lực đó, nó làm chúng ta thay đổi một dòng tư tưởng. Quý vị tự nắm nè, như kịp hả? Một chuỗi mệnh lực làm chúng ta thay đổi một dòng tư tưởng. Một chuỗi mệnh lực thấy chúng ta không hiểu ngủ một bản ngã của ta. Một dòng tư tưởng chúng ta thay đổi liên tục, không theo sự chủ động của ta. Chúng ta thấy được cái gì? Giết rồi giết rồi. Thưa sư, trong cái 12 nhân duyên á, thì con thấy nó có cái dòng của 12 nhân duyên, thì trong đó nó có cái chữ vô minh à? Vô minh nhân hành hành nhân thức. Nhưng mà trong cái 24 nhân duyên này, sao con không thấy có chữ vô minh hành thành một mắt xích ở trong đó? Không có. Ông bà chúc sư thầy là ta cái đó. Để chạy ra cái đó. Dạ. Chúng ta thế này nè. Cũng nghĩ như vậy mà nó đứng một ghế của nó đi. Mình hỏi chữ đó có sai được. Không biết là một giảng mình hay nhưng mà viết cái đầu mình ghi lên ghi xuống đây. Không ghi chữ duyên ra rồi đi ghi nguyên câu ra mà xưa lúc nào cũng ghi nguyên câu đâu thì ghi đi Thank you.
chữ gì luôn á. Bằng chữ gì? Chữ duyên đây. Duyên. Chữ duyên. Một mảnh lực nó dẫn dắt tới chứ không. Cái này là cái nó thương mảnh lực nó dẫn dắt. Hỗ trợ hỗ tương duyên hỗ trợ gì dạ xin lỗi nói với tự nghe nè ha, chúng ta bị một chuỗi minh lực, do đó chúng ta làm không có một sự chủ động, một chuỗi minh lực luôn luôn tác động, một chuỗi minh lực chúng ta luôn luôn bị khống chế. Chúng ta bị một khi chúng ta làm ta bị một chủ minh lực tác động ta tạo cho ta ra một dòng tư tưởng, thì một chủ minh lực này á chúng ta sẽ thấy chúng ta không có chủ động của ta, một không có chủ động của ta được. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta tạo ra một cái tư tưởng mà suy nghĩ như vậy đó, chúng ta thấy không phải là của ta minh lực. Có người gì mà của ta á, mà tại sao nay này mới khác tư tưởng mà ta phải bỏ qua. Nếu như ta biết là tư tưởng của ta mà chúng ta cổ động được đó, chúng ta không có thay đổi nay này mơ khác của chúng ta, không có cố động, không chủ động được là gì? Bởi mạnh lực duyên. Khi chúng ta có nhân duyên chúng ta cũng làm việc thiện, chúng ta có bất thiện chúng ta có nhân duyên mạnh lực khác tạo ra một bất thiện liền. Chúng ta nghe kịp không? Do đó con người chúng ta luôn bị chi phối, và thiên nhiên xin nói là luôn luôn bị chi phối bởi nhiều cái mạnh lực nó tác động đẩy cản thì kéo. Do đó chúng ta không thấy gì của tôi. Hồi cái sinh hình thành cái một cái tư tưởng, một dòng tư tưởng thiện, những tư tưởng bất thiện thay đổi liên tục không ngừng, và lòng thay đổi ta, tư tưởng ta luôn bị thay đổi bởi nhiều mình lực tạo ra, chúng ta thấy được một cảm thức vô thường. Một dòng tư tưởng. Nó có thiệt không? Dòng tư tưởng thay đổi bởi nhiều mình lực. Thì khi một mãnh lực mà nhiều mãnh lực kết hợp lại mà chúng ta thấy không phải là chủ động, thì sự thay đổi này chúng ta không có chủ động được, thì chúng ta thấy là không phải cái sự ổn định của mình được. Thì khi chúng ta học á, chúng ta thấy khi chúng ta muốn làm ta bị khống chế bởi cái hành động làm, thúc đẩy làm. Còn khi chúng ta thúc đẩy đi, thúc đẩy làm á, chúng ta phải ngưng lại và chúng ta đắn đo, ta quyết định làm, rồi sau đó chúng ta cũng phải đi làm. Có người chúng ta không ngừng làm, hết nghĩ trên đầu, muốn nói ra lời, muốn hành động một thang, luôn luôn chúng ta bị chi phối, tác động liên tục, không ngừng. Mà mỗi khi chúng ta làm những hành động đó, luôn luôn ở trong một mánh lực ổn định. Một mãnh lực hay nhiều mãnh lực chúng ta thấy không phải là của ta, thì khi chúng ta hình thành ra một hành động bởi những tư tưởng tác động của ta, chúng ta không lấy một tư tưởng nào được ổn định, không ổn định một chỗ và không đứng yên một tư tưởng ta luôn thay đổi, chúng ta thấy được một thứ vô tư tưởng nào được chưa nào. Hai câu cái tên không hiểu. Đời mới qua cái ngày thứ ba, ngày thứ tư bắt đầu đơ hả? Hả? Hay là xin bớt lại? Làm cho mình đơ đi.
Thế ngại cảm mà. Tại vì con đang suy tư về tại sao một dòng tư tưởng là vô tư. Vì có thay đổi, có sự thay đổi cho nên nó dễ hiểu hơn. Cô thấy một dòng tư tưởng, cô cố định trong dòng tư tưởng không? Thay đổi đi rồi. Mà cô thấy được như vậy, là thường nó dễ thấy. Mà do vô thường ở đâu? Do mình là từ nơi mình được tạo ra bởi như vậy. Khi mà vô ngã, thấy được. Xưa nó có tự ngã không? Vô ngã, tôi muốn làm một cái bất thiện, tôi muốn làm một việc bất thiện, sát sanh, tôi muốn làm việc sát sanh. Mà con người Phật tử tôi muốn không muốn sát sanh, lực đẩy lực kéo, lực lưu trì, đẩy cản trì kéo, không muốn làm việc sát sanh. Nhưng mà còn quyết định hành động nó thay đổi. Như tư tưởng người ta muốn giết, và lại ngừng lại giết, và không muốn giết, và giết trước khi một con gián bước vào trong nhà mẹ. Chúng ta thấy lúc đó tập đang giằng co như vậy, rồi chúng tôi đang đi tới quyết định để mà hành động. Một hành động của tôi làm ra, chúng tôi có lý lẽ của tôi trả lời trong hành động này. Chúng tôi một bản lực nên tới tiếp tục nó nói chứ giết đi nhưng mà sạch, cô mà để ở lại thì giờ. Cái đó chúng tôi có một bản lực riêng trong tư tưởng của tôi đã có thay đổi. Thì con người của tôi đâu có cái gì là của Phật tử, người Phật tử đâu có một cái biện luận như vậy, lý lẽ như vậy được. Nhưng mà chúng ta vẫn có một cái lý lẽ để chúng ta biện luận để chúng ta bảo vệ cái hành động chúng ta làm được, và có người chúng ta thay đổi được vô thường vô ngã. Hiểu không? Thì kia thì sẽ xóa cái này ha. Có khi sư suy nghĩ, sư đi, sư suy đi nhiều, sư đi quá làm điện tử. Nghe lên sợ hãi, sư bớt lại, sư bớt lại gì? Sư chỉ đọc mà. Duyên thôi. Rồi có cái lực cản liền, có cái lực cản liền. Tại vì sư thấy một từ đơn đau nghe nha. Còn đó sư học cái ngày đó là sư nó qua nó lại. Tại sao như vậy bạch ngày ngày đi nó sư con tên con là sư. Trí tuệ sư hả? Sư có trí tuệ, còn tụi con có trí tuệ. Sư cứ đẩy tới thì sư có trì cáo hả? Không có mới đâu. Tại tối nó sẽ chưa học là hoạt động dữ lắm. Chưa hoạt động không ngừng. Từ 3 giờ đến sáng là xin tới 10 giờ tối là xin nói chuyện với ngài. Hai cái trò mà không có một không khí chết trong cái giảng đường, không khí chết trong giảng đường. Sư là sư không phải sư đang là học sinh, sư đang học sinh đi học cái ngày vô hoạt động như đó. Sư lấy đây kinh này qua kinh kia khổ ngày, lúc đó là sư phải hoạt động như đó. Cho đó khi mà ngài hỏi sư thì trả lời, mà sư hỏi ngài thì trả lời. Hai người nói như là bạn mà nói chuyện với nhà mình tương xứng lắm, mà sẽ đang học chuyện. Do đó đó, cho nên cái này là thuận nghiêng nghịch. Quý tử chưa có học của ta đó nữa. Khi nào quý tử nói chứ, làm gì bất thiện cho mạnh lực nhân duyên, cho hỏi chứ cái này là thuận nghiêng nghịch. Còn cả này đó là có sai thuận gì nè. Như khổ, như thường, từ khổ mà Đức Phật đã tạo, đã đi đến đạo quả. Thì cái đó là cũng rồi. Nhau chỉ hỏi cái câu này thôi. Chỉ hỏi cái câu cái pháp này thôi. Ngài nói chứ làm gì bất thiện cho mạnh lực nhân duyên. Nghe mà, chỉ hỏi đây là thuận nghiêng nghịch.
Cái nghĩa là thuận hay là nghịch? Thuận. 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 Vì thuộc quả gì? Ví dụ như là mình đánh người ta, năm sai người ta đánh, đánh lần mình là vì thuộc quả. Sai khác thì nhân đạo. Và chưa? Quý vị hiểu không? Làm gì bất thiện cho mình được nhân duyên? Cái là bốn pháp. Thuộc đó là gọi là thuận nghịch, nghịch thuận, thuận nghịch. Một trong điều đó là ba điều. Rồi cái thứ hai, làm việc bất thiện cho mãnh lực nhân duyên này. Làm việc bất thiện cho mãnh lực nhân duyên này. Nó thuộc loại tứ pháp là. Cho ví dụ thôi. Năng như sở. Rồi trong năng pháp năng duyên này, pháp nào là năng, pháp nào là tự tính, pháp nào là duyên. Xin hỏi ngài. Sáu tháng học hết bảy bộ A Di Đà bài, chúng ta ha. Nhìn thấy vô như thế này, pháp làm việc pháp làm việc phát hiện nhưng mà lực nhân duyên, pháp này là năng nhìn sở. Sở. Không, cái này là mãnh lực rồi, không nên năng được. Nhưng tôi cô nắm được. Hiểu không? Mãnh lực thì là duyên tàn tạo ra. Duyên tạo ra cho bởi ba loại tiếng pháp. Năng xả địch. Lập duyên bác thiện này bởi năng xả địch. 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 Người ta đi tiếp. Người ta đi tiếp thì người ta sẽ còn nhiều trường hợp không? Sẽ chưa có đi vô sâu. Đang học đó, sư đang học từng ngày giới thiệu sư 24 duyên đó đó. Là sư đã đi hết tất cả vào trong suốt cái trong bộ các bố luôn cả hàng hai tâm đại tâm hay là trong nhiều nhà bốn vợ ba ba loại tâm sư đã qua rồi. Thầy có học hết rồi mà không biết ra sao. Không có. Có chồng tư tưởng là không vô thường không tập. Luôn luôn sẽ là tư tưởng là sẽ diễn luôn luôn là thay đổi vô thường. Tư tưởng là người ta không có thường là thay đổi vô thường. Người chứ rồi chúng ta phải nhớ là nhìn với ánh mắt của quốc tử sẽ tìm ra được một cái phương pháp khác để mà truyền đạt thông luật định học. Cái chứ nha. Xin nghe. Tôi sẽ còn có ý kiến thế này. Tức là trước khi mà đi vào một cái duyên mới đó, sẽ giải thích cái nghĩa của duyên và đồng thời sẽ cho nhiều cái thí dụ để khi chúng con nắm bắt được cái chính xác cái duyên đó nó như thế nào, nó trổ sanh như thế nào. Sư có cho thí dụ mà dạng nhiều thí dụ hơn. Bao nhiêu thí dụ nhiều? Dạ. Cô có nói với bạn hai đó. 200 cái thí dụ, 500 thí dụ, 1.000 thí dụ hay là cái nào? Sư rất là nhiều chứ. Ba bốn ví dụ trả lời sư luôn từ năm ví dụ không à, chưa có làm là dưới năm mắt à, mà quý vật tử không có lường được, quý tử không lý kia hay là quý tử không nắm được là lo giống tử sẽ nói lại chứ không khi nào sẽ đưa dưới năm, mà bên này quý tử họ sẽ đó thì sư trình bày là sẽ có đưa ví dụ. Sư là một vị thầy không có thiếu sót lúc mà sư đã học với thầy sư là sư đưa mà. Vì thuộc quả duyên là quả chỗ sanh sai được thời gian. Nhưng ta đánh hôm nay, 5 năm sau người ta đánh lại. Ta trồng cái cây hôm nay, 3 năm sau cho ta có quả chỗ sanh lại. Mà vì thuộc quả duyên, chúng ta mua vé hôm nay, mà 2 tháng sau chúng ta mới được dự lễ mà chúng ta mua vé. Chúng ta là vì thuộc quả duyên. Chúng ta mua vé máy bay, bút vé sáng này, 6 tháng sau chúng ta mới được dùng máy bay, vé máy bay đi. Là vì thuộc quả duyên.
quả chỗ sanh sai khác thì giải tạo ra, đó là duyên thúc quả nhiên. Được chưa? Chúng ta tiếp tục ha. Rồi, chúng ta sẽ đọc qua nhanh thật nhanh qua chúng ta thì cái tên thôi, rồi sau chúng ta sẽ đi lại từ từ. Nhân thực duyên, nhân thực duyên là duyên tạo ra bởi vật thực, gọi là vật thực duyên. Nó có hai loại là nhân vật thực duyên và nhân vật thực được tạo ra bởi tâm, gọi là nhân vật thực. Sắc vật thực duyên là vật thực được tạo ra bởi sắc pháp, là vật thực ăn uống, gọi là vật thực duyên. Quyền duyên là mảnh lực tạo ra bởi năng lực, gọi là quyền duyên. Chúng ta làm việc mà có mảnh lực thì gọi là quyền duyên. Cao sanh quyền duyên là chúng ta làm cái trạng thái cùng nhau làm giúp được việc này, gọi là cao sanh quyền duyên. Tiền sanh quyền duyên là chúng ta cái mảnh lực trước gây ảnh hưởng cho mảnh lực sau, gọi là tiền sanh quyền duyên. Sắc mạnh người duyên là sắc pháp nuôi dưỡng cái mạng sống này, tức là sắc mạnh người duyên. Thiền na duyên là mãnh lực tạo tác cho bạn tu tập về thiền, gọi là thiền na duyên. Đồ đạo duyên là mãnh lực tu tập hành đạo, tức là đồ đạo duyên. Tương duyên là mãnh lực làm duyên do đó bởi quay hòa trộn hỗn tạp hỗn hợp lại với nhau là tương duyên. Bất tương duyên là mãnh lực tạo tác với trạng thái không hòa hợp, hòa trộn với nhau. Chúng ta ngồi chung với nhau mà chúng ta không thích hợp với nhau là bất tương duyên. Chúng ta làm việc không cùng chung với nhau một ý tứ gọi là bất tương duyên. Quý vị nghe chưa ha? Câu sanh bất tương duyên hiện hữu cùng chung nhưng mà không kết hợp cùng chung là câu sanh bất tương. Quý vị ngồi ở đây mà tôi tưởng tôi chạy về nhà lo cái nhà của tôi chưa đóng cửa là câu sanh bất tương. Cùng hợp ở đây nhưng mà không kết hợp với nhau là câu sanh bất tương. Và tiền sanh bất tương là có những cái vật nó sanh trước nhưng mà không kết hợp được mà chúng ta cũng phải hiện hữu nhau trong cái trạng thái lãnh lực của nó là vật tiền sanh bất tương duyên. Thí dụ chiếc xe có trước mà cái tâm ta không quan hỷ, chúng ta không dính vô cái trạng thái đó là vật tiền sanh bất tương. Và sau đó chúng ta không muốn tôi tưởng đổi thay chiếc xe đó, chúng ta đã thay đổi bởi vì chúng ta không tương ứng với duyên với cái chiếc xe mà chúng ta đang có. Vật cảnh tiền sanh bất tương tức là vật và cảnh không kết hợp nhau, cho dù nó sanh trước tâm chúng ta không kết hợp được là vật cảnh tiền sanh chỉ bất tương duyên. Hậu sanh bất tương duyên, đứa con sinh sao, đứa con sinh ra được sinh ra mà nó không kết hợp với người mẹ hiện tại, do là hậu sanh bất tương. Chẳng hạn như là khi ta thai nghén mà đứa bé chưa sinh làm người mẹ nôn ói mửa là đứa con nó không kết hợp với người mẹ, hậu sanh bất tương hình. Người ta nghĩ kìa, có khi đứa con nằm trong thai bào của người mẹ mà nó thuận với người mẹ khỏe không có bị xáo trộn về sức khỏe, thế là tương ưng mà nó không hợp đó thì làm cho người mẹ nôn ói hay là chóng mặt hay là qua mắt hay là mệt mỏi đó, là hậu sanh bất tương với mệnh lực đó gọi là duyên. Hậu sinh bất tương duyên, hiện hữu duyên là sự có mặt vật lực, mệnh lực có mặt. Thí dụ như không khí là một hiện hữu duyên cho chúng sanh nương vào đó có sự sống, chúng ta gọi là hiện hữu duyên. Cùng sanh ra ta gọi là câu sanh hiện hữu. Khi đứa bé ra khỏi lòng người mẹ là rời khỏi cái cúng nhà của người mẹ và cúng của người mẹ đó thì lúc đó nó có sự hô hấp liền, lúc đó nó có sự hiện hữu tại nơi đó là câu sanh hiện hữu duyên. Quý tử nghe kịp ha? Ngồi câu sanh hiện hữu duyên và tiền sanh hiện hữu duyên. Vật được đón đứa bé ra đời, trước đó đứa bé được đón nhận tả lót là vật tiền sanh hiện hữu cùng với đứa bé được ra đời là vật tiền sanh hiện hữu duyên. Cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, đứa bé mở mắt ra đời thoát khỏi bóng tối của người mẹ, nhìn thấy căn nhà, thấy người mẹ, thấy bác sĩ, thi tá, tức là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Hậu sanh hiện hữu duyên là nó sẽ thấy căn nhà của nó sau khi nó rời khỏi bệnh viện là hậu sanh hiện hữu duyên. Nhưng vật thực hiện hữu duyên là khi đó nó không còn nuôi dưỡng và cái cuốn của người mẹ, bắt đầu nó được đón nhận những vật thực bằng là sữa mà có thể sử dụng được là vật thực hiện hữu duyên, và người ta bảo vệ nuôi dưỡng nó và nó có quyền được sự sống
này gọi là hiện quyền, hiện hữu duyên. Vô hữu duyên tức là khi nó ra đời người cha nó không có mặt là vô hữu duyên, người cha có nghĩa là không hiện hữu với nó là vô hữu duyên. Rồi lúc đó nó không có người cha ấm vòng nó thì người cha đã đi khỏi, ly khứ duyên. Vậy thì bản lực gì chúng ta giúp mà không có ta gọi là vô hữu. Có những người ra đi họ để là giấy tờ cho ta, thí dụ như hai người cùng sống trong nhà nhưng người sáng đi sớm, người sáng đi trễ, đó là cái người đi trước cần ghi nó, những người đi sau họ để giấy để lại, họ đi rồi thì người đó coi không có hình hữu đây nhưng nó giấy tờ họ để lại cho mình, ghi chú mình, thế là vô hữu duyên. Và cái bản giấy này còn đây nhưng mà người đã ra đi, ly khứ duyên. Mà bất ly duyên luôn luôn không rời xa, quý tỉnh nghe kiểu không? Người sống trong nhà mà không ra khỏi nhà là bất ly. Người đang sống chung nhau mà không rời nhau gọi là bất ly. Người đang còn trong chiếc xe và đang lái xe và không rời chiếc xe đều là bất ly, quý tỉnh nghe kiểu không? Rồi câu sanh bất ly là chúng ta cùng sanh và cùng vô một lúc này, lớp học quý tỉnh đang cùng vô lúc này và cùng hiểu biết như thế này và không rời sao cái chuyện lớp học này là câu sanh bắt ly, lớp học chúng ta chẳng còn tiếp tục không có rời nhau. Còn bắt tiền sanh bắt ly chúng ta chuẩn bị để chúng ta đón nhận không ra sạch ra khỏi lớp học là gì? Bản phán giấy tờ, những gì mà chúng ta chuẩn bị sẵn sàng là bắt tiền sanh bắt ly duyên, phải chưa? Cảnh tiền sanh bắt ly chúng ta có tất cả những cái cảnh trước đó để chuẩn bị cho chúng ta không rời ra, thì là cảnh tiền sanh bất ly chúng ta chuẩn bị cái thẳng dẫn đường, thiền đường hay là ngôi chùa trailer để chúng ta tới để ta học, đó là cảnh tiền sanh trước để chúng ta hiện hữu trong cuộc học này là bất ly, là cảnh tiền sanh bất ly. Hậu sanh bất ly là những khi ta ở đây khi ta đã học nhập thực, chúng ta đã chuẩn bị để chút sau lớp học xong trở về chúng ta có nhập thực ăn cũng không phải xa. Hậu sanh bất ly duyên, nhập thực bất ly duyên tức là không rời, khi chúng ta có học là chúng ta phải cần có nhập thực để nuôi mạng, để nuôi dưỡng cái sắc thân này, chúng ta học hành mới được dễ dàng, gọi là nhập thực bất ly duyên. Và sau đó quyền bất ly duyên gìn giữ cái sự sống này hay lớp học này được duy trì là quyền bất ly duyên. Vì vậy thì chúng ta học qua 24 duyên chúng ta nắm được như vậy. Chung lại thì chúng ta có 24 duyên. Thì 24 duyên chúng ta sẽ lấy mỗi một duyên nó có một chức năng của nó. Và chúng ta hiểu được chưa nào? Bất ly để giữ dạ. Quyền là một cái quyền hành quyền nó. Rồi, vậy thì chúng ta qua cái màn thứ hai. Phải được quyền không? Qua phần thứ hai mà bài học hôm nay chúng ta tiếp là qua phần thứ hai là tóm tắt pháp năng duyên và sở duyên của 24 duyên trang 3. Dạ không, chúng ta rồi xong 24 duyên thì chúng ta chỉ mới gì đọc đó. Sẽ đọc qua rồi, mai mốt sẽ đọc lại. Nên là chúng ta tiếp bằng và năng duyên và pháp sở duyên. Số 1, có 7 duyên với danh làm năng duyên và danh làm sở duyên. Chúng ta gì? Cái bằng tiếng Nga 3 trang 3. Có 7 duyên. Cái này là duyên, là duyên, là duyên. Danh làm năng duyên và danh làm sở duyên. Cho mình nhiều cái nhìn vô. Dạ, danh làm sở duyên. Nhiều cái cách. Cái từ cái nhìn. Như chúng ta biết, năng duyên là pháp làm nhân và sở duyên là pháp làm quả. Sở duyên là pháp thành quả. Nhà chúng ta như ta biết đó, là danh tức là chỉ có tâm và tâm sở. Tâm và tâm sở thì chúng ta có 7 duyên. 7 duyên mà chúng ta được học qua nè, vô gián duyên là danh
Vô nhắn duyên. Đặng vô nhắn duyên. Vô nhắn càng ngay. Trùng dụng duyên. Tương duyên. Vô hữu duyên. Liên cứu duyên. Như vậy thì chúng ta có bảy duyên với hai pháp: năng duyên làm danh và xã duyên làm danh. Tức là ở đây chúng ta không có sắc pháp, nhưng ta có bảy duyên. Như vậy chúng ta nhớ ha: vô duyên, vô gián duyên, đẳng vô gián duyên, vô gián cận nghi duyên, trùng dụng duyên, tương ưng duyên, vô hữu duyên, liên cứu duyên. Trong cái bài học này chúng ta có sẵn rồi, được chưa? Phần thứ hai, có bốn duyên với danh là năng duyên và sắc làm xã duyên. Chúng ta nhớ phần đầu làm năng là danh, phá phần sau là sắc pháp là xã duyên. Có bốn: hậu sanh duyên, hậu sanh bất tương duyên, hậu sanh hiện hữu duyên và hậu sanh bất ly duyên. Thứ ba, có chín duyên với danh làm năng duyên và danh sắc làm xã duyên. Thứ nhất là nhân duyên, thứ hai là câu sanh chuyển duyên, thứ ba là câu sanh nghiệp duyên, nhị thời nghiệp duyên, nhị thời hoạt duyên. Danh làm năng, danh sắc làm sở, là làm sao chúng ta có danh là tâm và tâm sở và sắc pháp, ta gọi là danh sắc, được chưa? Có sáu duyên làm sắc làm năng duyên và sắc làm sở duyên, là sắc vật thực, sắc mạnh quyền, vật thực hữu hữu, quyền hiện hữu, nhập thực bất ly và quyền bất ly duyên. Số 5, có 11 duyên làm với sắc làm năng duyên và danh làm sở duyên. Nhưng chúng ta đã thấy trong đó và chúng ta ghi chú là không có sắc làm năng duyên và danh sắc làm sở duyên. Số 6, có 2 duyên với danh sắc làm năng duyên và danh làm sở duyên. Cảnh trưởng duyên và cảnh cận nghi duyên, ghi chú không có danh sách làm năng duyên và sắc làm sở duyên. Và số 7, có 6 duyên với danh sách làm năng duyên và danh sách làm sở duyên. Câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh y duyên, câu sanh bất tương duyên, câu sanh hiện hữu duyên, câu sanh bất ly duyên. Và số 8, có 2 duyên với chế định danh sắc làm năng duyên và danh làm sở duyên, đó là cảnh duyên và thường cận y duyên. Và y chú không có chế định danh sắc làm năng duyên và sắc làm sở duyên. Qua phần D, tóm tắt số lượng giống trong 24 duyên mà chúng ta học đó, thì nó có 9 duyên, có 9 giống mà chúng ta cần thấy. Thứ nhất là giống câu sanh, giống đồng cùng sanh. Giống cảnh là đối tượng của tâm thức. Giống vô giá, giúp đỡ không gian đoạn. Giống vật tiền sanh, có vật hiện hữu trước và tâm khởi sanh nương vào, là giống vật tiền sanh. Giống hậu sanh là mạnh lực giúp đỡ sanh sau mà trợ duyên cho hiện tại. Giống vật thực là vật thực làm duyên hay là giống để cho nuôi dưỡng danh pháp hay là sắc pháp. Sắc mạnh quyền là pháp mà giống này làm gìn giữ cho danh pháp và sắc pháp được tồn tại và không hoại diệt. Giống thường cận y là giống lương đổ và không rời xa, với mình được mạnh mẽ để mà gọi tạo ra thói quen. Giống dị thời nghiệp là giống tạo ra sai khác biệt với thời gian và tạo hành động, gọi là giống dị thời nghiệp. Còn trong chính giống này chúng ta sẽ thấy nó có tất cả là 24 duyên hay là 47 duyên, chúng ta tìm ra có 15 duyên thuộc giống có câu sanh. Thế chứ thì chúng ta sẽ thấy nhân duyên thuộc giống câu sanh là đồng cùng sanh với tâm thức. Khi chúng ta nhân tương ưng luôn luôn câu sanh cùng với tâm thức, vì thì nhân duyên là giống thuộc giống câu sanh. Câu sanh trưởng duyên là mãnh lực dục càng tâm thẳm, luôn luôn là những đối tượng của tâm thức. Dục là tâm sở, càng là tâm sở,
tâm là chính đó, và thức là tâm sở trí tuệ, là tứ trướng thuộc giống câu sanh, cùng sanh giới, cùng diệt với tâm thức thuộc giống câu sanh. Câu sanh là cùng giống, cùng sanh, hỗ tương, chúng ta hỗ tương đó, luôn luôn phải cùng đồng sanh với nhau, ta mới hỗ tương nhau được. Câu sanh y, nương nhờ cùng sanh với nhau, câu sanh nghiệp, cùng tạo tác cái nghiệp với nhau một lúc. Dĩ thực quả, thực giống câu sanh, quả chỗ sanh, liên tục, hiện tại, là giống câu sanh. Nhân là thực, là tâm thức chúng ta, nương tựa vào như là một món ăn, gọi là xúc tư thức thực, là nhân và thực duyên. Câu sanh quyền duyên là những mãnh lực mà cùng câu sanh, cùng lúc với tâm thức, để làm mãnh lực tạo ra danh pháp, gọi là thuộc giống câu sanh. Thiền na duyên là mãnh lực chúng ta hành thiền, làm hiện tại đồng cùng sanh với tâm thức, để mà tu tập về cũng được thiền chỉ hay thiền quán, gọi là thiền na duyên. Đồ đạo duyên là mãnh lực chúng ta hành đạo với phương pháp, chúng ta hành bát chánh đạo, chúng con đường đạo đế, chúng ta có đồ đạo duyên. Tương duyên hỗ trợ với nhau không gián đoạn. Câu sanh bất tương duyên, chúng ta hiện hữu mà không có sự hòa trộn tương hợp với nhau, mà câu sanh bất tương duyên thuộc giống câu sanh, thì câu sanh hiện hữu, thì câu sanh bất ly thuộc giống câu sanh. Còn ở đây chúng ta có giống cảnh cả tám duyên, tám duyên mà chúng ta được gọi là giống cảnh. Cảnh duyên là cảnh thông thường, là lãnh lực cho chúng ta nương vào, là đối tượng tâm thức, và là cảnh duyên. Cảnh chỉnh duyên là mãnh lực nương vào đó với mãnh lực trưởng cho làm chủ vị, chúng ta nắm lấy được cảnh, và cảnh chỉnh duyên. Và cảnh tiền sanh y duyên, và nhập cảnh sanh trước làm chỗ nương nhờ cho tâm thức, ta gọi là và cảnh tiền sanh y duyên. Cảnh lớn mạnh nương từ gần mãnh liệt và dữ dội, ta gọi là cảnh cận y duyên, tương tự với cảnh chỉnh duyên. Cảnh tiền sanh duyên là cảnh sanh trước làm chỗ nương cho tâm thức biết được đối tượng của tâm thức, mà cảnh tiền sanh duyên. Và cảnh tiền sanh bất tương duyên, đôi khi vật và cảnh sanh trước không cùng hợp tác với tâm thức, nên gọi là bất tương. Và cảnh tiền sanh bất tương duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, sắc thân khí dị xuất phát, sanh trước hiện hữu để cho tâm thức biết được đối tượng đó, là cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Những cảnh nó chưa rời xa, ta gọi là cảnh tiền sanh bất ly duyên. Và sau đó qua cái phần đặng giống vô gián, thì vô gián duyên chúng ta sẽ thấy có bảy duyên thuộc giống vô gián. Vô gián duyên, đặng vô gián duyên, vô gián cận y, thường cận y. Và quý Phật tử thấy thường cận y dị thời nghiệp duyên, chung lại là một bản lực. Thường cận y dị thật nghiệp duyên, chung lại là một bản lực. Và chúng ta lấy chi pháp là tâm sở tư kết hợp với tâm đạo làm việc cho sanh tâm quả, là thường cận y dị thời nghiệp duyên. Cái người mà đắc đạo hưởng cái tâm quả, người đó được hưởng bởi bản lực gì? Thường cận y dị thời nghiệp duyên, vô hữu ly khứ và trực ra đi và không hiện hữu, thuộc vô vô giác. Phần thứ tư có sáu duyên thuộc giống bậc tiền sanh, là nương vào thần kinh. Khi chúng ta nói tới giống bậc tiền sanh là nói tới những thần kinh. Chúng ta có sáu loại thần kinh, phẩm là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân và sắc y vật, nương tựa cho tâm thức bắt lấy đối tượng là cảnh. Thì ta có sáu loại duyên. Vật tiền sanh, thần kinh sanh trước làm chỗ cho tâm thức nương vào, nương tựa nương đổ là vật tiền sanh y. Và tiền sanh quyền, sanh trước có quyền năng tạo tác cho cái sanh sau là tâm thức bắt lấy. Vật tiền sanh bất tương duyên là những cái vật tiền sanh này là sắc pháp không hợp tác với danh pháp, nên gọi là bất tương. Danh pháp chưa nương và danh pháp gọi là tương ưng, danh và sắc không hợp thì gọi là bất tương. Do đó vật tiền sanh bất tương duyên, khi vật còn đang hiện hữu để cho tâm có thể nương vào đó, gọi là vật tiền sanh hiện hữu duyên. Và khi hiện hữu chưa rời, ta gọi là vật tiền sanh bất ly duyên. Có bốn duyên thuộc giống hậu sanh, là sanh sau, là mãnh lực cho cái hiện tại, là hậu sanh duyên,
hậu sanh bắc tương duyên, hậu sanh hiện hữu, hậu sanh bắc ly. Đó bốn duyên nó thuộc giống hậu sanh, sanh sao làm ảnh lực cho hiện tại, hiện bài gọi là hậu sanh. Rồi có ba loại giống vật thực, vật thực duyên, sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu, vật thực bất ly. Khi chúng ta thấy vật thực, chúng ta dùng vật thực, ta đã gọi là đoàn thực, và đoàn thực gọi là miếng ăn, mảnh thực cho chúng ta nuôi mạng sống cho sau thất pháp này, ta gọi là sắc vật thực duyên. Mà vật thực nó còn đang hiện hữu trong sẵn thân này, chưa rời xa hay là chưa tiêu hóa, tức là vật thực hiện hữu và chưa rời khỏi, ta gọi là vật thực bất ly. Và chúng ta qua các phần mà mãnh lực hay là giống sức mạnh quyền, sức mạnh quyền là mạnh quyền của sắc pháp, nuôi dưỡng sắc pháp được tồn tại gọi là sức mạnh quyền. Sức mạnh quyền duyên gồm có ba: sức mạnh quyền duyên, quyền hiện hữu duyên và quyền bất ly duyên. Có hai duyên thuộc giống thường càng y. Chúng ta biết thường càng y là mãnh lực tạo tác gây ra nghiệp lực rất mạnh, do đó phải gọi là thường cận y. Thường quen nương gỗ gần gũi và nên nhờ một cách mãnh liệt, ta gọi là thường cận y. Thứ nhất là thuần thường cận y, là tâm và tâm sở sanh trước, sắc và chế định có năng lực làm việc giúp đỡ cho các tâm tâm sở sanh sau, gọi là thuần thường cận y. Như tôi thấy còn hỗn hợp thường cận y, nhị thời nghiệp là tư nghiệp, là tâm sở tư, tạo nghiệp có năng lực mạnh là trừ nghiệp tư đạo, làm việc giúp đỡ cho danh quả của danh quẩn quả di thục, là tạo tác chúng ta chịu ảnh hưởng luân hồi trong vòng sáu nẻo người trời và bốn cõi khổ. Do đó hỗn hợp thường cận nhị thành nghiệp duyên là một mãnh lực kết hợp với cả hai thiện nghiệp và bất thiện nghiệp và vô kiến nghiệp, làm cho chúng ta trổ sanh cái quả trừ cái tư nghiệp, làm vấn đề mà gọi là tư đạo. Tư đạo như tại ta học là dị thời nghiệp thường cận y duyên, mà tâm sở tư kết hợp với tâm đạo làm trổ sanh tâm quả, đó là cái loại nghiệp khác. Còn ở đây hỗn hợp thường cận y dị thời nghiệp duyên là sự kết hợp lẫn lộn, có khi là bất thiện cũng có mệnh lực bởi duyên này. Thứ hai, chúng ta làm việc thiện cũng có do bởi duyên này làm mệnh lực tạo ra, ta gọi là hỗn hợp thường cận y dị thời nghiệp duyên. Có một duyên thuộc giống dị thời nghiệp, là dị thời nghiệp duyên là tư nghiệp, là tâm sở tư tạo ra nghiệp có năng lực yếu, làm cho việc giúp đỡ cho duyên thuộc quả, và tư nghiệp có năng lực mạnh làm giúp đỡ cho sát nghiệp. Khi chúng ta thấy tạo ra nghiệp nó có hai mãnh lực, tạo giúp cho danh thì mãnh lực đó không cần mạnh. Khi chúng ta tạo cái sắc động hành động thân thì tư nghiệp nó phải là mạnh nó tạo ra được. Thì cái đó cái phần này là phần cái tiểu học phần sắc pháp. Quý vị tự sẽ biết là khi chúng ta muốn tạo cái sắc pháp, chúng ta phải có mãnh lực tạo tác nghiệp mạnh, chúng ta mới tạo được sắc pháp. Sắc pháp hiện bài bởi thân hay là lời, thân biểu tri hay là ngữ biểu tri, trong sắc pháp đó nó hiện bài. Cũng như sắc pháp nó hiện bài giữa nam tính hay là nữ tính á, lúc đó tạo cái tư tạo nghiệp nó phải mạnh, nhập mạc phải mạnh mẽ, tác động mạnh á, thì lúc đó hiện bài được nam tính và nữ tính. Nếu không đủ nhân pháp và tác động mạnh á, thì nữ tính nam tính không hiện bài được. Tức là năm cái thứ nhất này. Rồi qua cái dòng mà tóm tắt số lượng về thời gian trong 24 duyên, có ba loại thời chúng ta được biết: hiện tại, quá khứ và vị lai, đó là căn bản hay là thường xuyên. Còn có một loại gọi là ngoại thời, vượt có ngoài tam thời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Mình chúng ta đọc qua có 17 hoặc 36 duyên thuộc thời hiện tại, hay ta còn gọi là bình dịch. Có người chúng ta không có thể khả năng thấy được hiện tại, chỉ thấy bình dịch mà thôi. Vậy thì những cái gì đang diễn tiến trong cái hiện tại ta gọi là bình dịch, chúng ta không gọi là hiện tại được. Thấy đó, thời gian ra đây qua liền, phút này qua kế tiếp gọi là chuyển đổi, chúng ta không nói hiện tại.
đối với bậc A La Hán, họ thấy được hiện tại với sát na hiện tại, giúp phàm phu ta chỉ thấy sự diễn tiến đó, và ta gọi là ba bất tí, hay chúng ta gọi là thời gian chuyển đổi, thời gian chuyển đổi chuyển khởi, và thời gian chuyển đổi hay thời gian chuyển khởi chứ chúng ta không thấy được thời hiện tại. Vậy thì những năng lực duyên mà chúng ta thấy tích hợp cho thời hiện tại là 17 và 36 duyên. Vậy thì khi chúng ta hành động hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, chúng ta bị chi phối bởi 17 duyên này thường xuyên. Quý tự nhớ, trong đời sống hàng ngày, quý tự không thể nói ra những nhất duyên nào nằm ở ngoài thời hiện tại, mà chúng ta nói rằng là nó đang tác động chúng ta. Quý tự nhớ nè. Rồi chúng ta cố lại bảnh lực nào mà chúng ta đang thời hiện tại này mà bị tác động, chúng ta nói bảnh lực duyên của thời quá khứ. Ngày hôm qua chúng ta học, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học. Vì bảnh lực duyên nó gọi là vô gián. Vô gián duyên nó hiện bài từ đâu? Từ thời quá khứ. Do đó nó gọi là vô gián duyên, thuộc giống duyên, thuộc thời quá khứ. Chúng ta nắm được chưa? Còn những cái gì mà hiện tại này là những cái duyên mà chúng ta đang thấy. Nhân duyên, câu sinh trưởng duyên, câu sinh duyên, hộ tư duyên. Hộ tư duyên không thể thuộc là quá khứ được. Hộ tư duyên là nhất cái hiện tại mà thôi. Quý tự nhớ như vậy đó. Còn cái gì mà chúng ta đọc đi lặp lại, chúng ta hôm qua ta học, hôm nay ta tiếp tục học, chúng ta ôm lại bài cũ, học lại bài mới, thì chúng ta ôm lại cái chuyện cũ, chúng ta học lại cái chuyện mới, lặp đi lặp lại như là trùng những duyên là thuộc thời quá, quá khứ. Nhưng ta nhớ như vậy. Vậy thì những cái mà chúng ta đang có đây, duy thuộc quá duyên là thời hiện tại. Quả đang trổ xanh, nhưng mà quả này chúng ta biết không khởi từ nơi nguồn gốc của hiện tại mà quá quá khứ. Do đó duy thuộc quá duyên là thuộc hiện hiện tại, dập tật duyên là thuộc hiện tại, thuộc thời bình nhiệt. Là chúng ta sẽ thấy dập tật chúng ta đang dùng, dù là nhân vật thực hay là sắc vật thực, cũng hiện bài từ nơi thời đại thời hiện tại. Còn chúng ta nói đấy hành thiền, trong đó là thời quá khứ được. Tức nghe làm lại hành thiền mà trùng dụng duyên, các bạn là thiền đại duyên. Tự nhớ nhỉ, làm lại hành thiền mà trùng dụng duyên, các bạn là thiền đại duyên. Cái tự phải nhớ nhỉ, vì mỗi ngày chúng ta ngồi thiền, mỗi ngày chúng ta ngồi thiền, đó là mãnh lực trùng dụng duyên để chúng ta ngồi thiền cái hiện tại này, thiền đại duyên. Tự nghe kịp không? Nhờ đó, những cái đó nó luôn luôn, và khi ta ngồi thiền, tâm thức chúng ta gắn liền với những trí thiền. Ta có đó, cứ ngừng tương duyên, chúng ta gắn bó với những trí thiền, hay là chúng ta gắn bó những chi pháp của thiền quán, niệm định tuệ, chúng ta có tương duyên, chúng ta nắm mà. Còn những lúc mà chúng ta ngồi thiền, sắc thân và danh pháp không kết hợp, chúng ta bắt tương duyên, thân ta đau nhất, tâm ta chú niệm, chúng ta bắt tương duyên, không có kết hợp nhau. Khi nào mà quý tự nhìn thấy bắt tương duyên, quý tự mau là thấy rằng là danh và sắc, quý tự đó sự ghi chú với tôi cẩn thận vậy đó. Khi nói tới bắt tương duyên là không có cùng một pháp, mà nó pháp thì pháp kia khác biệt. Danh với danh thì là tương, mà danh với sắc là bắt tương ưng. Quý tự nhớ, do đó gọi là bắt tương duyên. Và thì hiến hữu và bắt liên, đó là những duyên mà gọi là biến hành. Luôn luôn chúng ta có những cái duyên biến hành, luôn luôn hiện bản cùng một lúc và không bao giờ rời xa. Thế gọi là hiến hữu duyên và bắt liên duyên, thuộc thời hiện tại. Rồi khi chúng ta nói tới thời quá khứ, chúng ta có mấy loại thời quá khứ? 7 duyên thời quá khứ. Vô ngủ và lý khứ chắc chắn thuộc quá khứ, đã đi rồi, xa đi rồi, không còn hiện hữu đây nữa, không còn hiện tại đây nữa, là những thời thuộc duyên thuộc quá khứ. Quá khứ như thế nào, hiện tại hiện bài như thế đó, hiện tại như thế nào, hiện bài hiện lai như thế đó. Do đó chúng ta sẽ thấy cảm lạc với những cái duyên tuy rằng đã rời xa vẫn gây ảnh hưởng chúng ta. Lúc đó chúng ta thấy là giống duyên thời quá khứ. Thầy ngài tỉnh sự, ngài đã đi, ngài đã vô ngủ, ngài đã ly khứ, không còn hiện hữu, nhưng vì cái sự chỉ dạy của ngài vẫn còn ảnh hưởng đến gia sư. Do đó thuộc giống quá khứ, thuộc thời quá khứ, nhưng vô ngủ ly khứ đang là hiện hữu bất ly của sư.
người ra đi vô ngũ đi thứ pháp còn hiện ngũ đây gọi là hiện ngũ bắt lì tinh kiệt ra. Do đó thì chúng ta sẽ thấy mà thời quá khứ còn có cái hai việc lợi duyên ảnh hưởng cả ba thời, ảnh hưởng ba thời cảnh trưởng thì cảnh cận nghi, thì quá khứ như thế nào hiện tại chẳng như thế và quá hiện tại như thế nào vị lai cũng như thế. Chẳng hạn đối với Đức Phật là một cảnh trưởng duyên với người đệ tử Phật hay là người Phật tử, Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai hiện hữu người Phật bất cứ lúc nào cũng là một cảnh trưởng duyên của người Phật tử. Không nè, lắm nè, cảnh tham, cảnh sân, cảnh mất toàn nguyện, cảnh ngừng vừa lòng, quá khứ như thế nào, hiện bàn như thế đó, và vị lai cũng hiện bàn giống như vậy, đó là cảnh ba thời, cảnh trưởng, cảnh thượng y. Cứ tự nhớ mà, người con nương tựa cho người mẹ là một cảnh cận nghi cho người con, quá khứ, hiện tại, vị lai, ngày hôm nay, ngày mai, và ngày mừng, ngày hiện tại này, đều giống nhau là một cảnh cận nghi. Cái đó đó, ba là duyên, có hai là duyên thì cả ba thời. Còn ba thời và ngoài thời có hai duyên là cảnh duyên. Chúng ta thấy cảnh duyên chúng ta có hai loại cảnh duyên. Cảnh duyên hiện tại, cảnh duyên ngoài thời như thế nào? Sáu cảnh mà chúng ta đang có gọi là cảnh ba thời. Sắc thân khí vị xúc pháp. Mà ngoài thời chúng ta có ba loại là gì? Nghiệp, nghiệp tướng và thú tướng, là đó là cảnh ngoài thời. Ngoài lộ trình tâm được bắt cảnh ngoài thời, lúc đó là thuộc tâm ngũ phần, đó là tâm na cảnh hay là tâm tử và tâm cận tử lâm chung, như nó là căn ngoại thời. Vậy thì có hai loại duyên mà bắt được cả ba thời. Và ngoại thời là gì? Cảnh duyên và thường cảnh nghi duyên. Thì khi chúng ta thấy những cái loại đó, khi chúng ta cận tử lâm chung, cảnh ngoại thời đã đến chúng ta, nó không nằm trong lộ trình tâm. Lộ trình tâm chúng ta còn thấy sắc tinh khí vị xúc pháp, nhưng mà lúc đó chúng ta thấy trước 7 ngày ba loại cảnh mà chúng ta thấy nó không nằm trong lộ trình tâm là cảnh nghiệp, nghiệp tướng, cảnh thú tướng. Ba loại đó ta gọi là cảnh ngoài thời. Tại vì sao? Nó không nằm trong lộ và nó đã đi qua và nó không hiện bài nghiệp tạo trở lại và hiện bài trở lại trong tâm thức lúc đó họ tử. Và khi mà tử đó, cái tâm tử dẫn đi trục sinh đó, bắt cái cảnh đó họ đi. Quyết định nghiệp nghiệp ha. Như vậy thì tâm nào dẫn họ đi địa ngục? Cảnh thú tướng, tâm bắt cảnh thú tướng dẫn họ đi địa ngục. Tâm nào dẫn họ đi thiên giới? Tâm tử lúc mà bắt cảnh thú tướng dẫn họ đi thiên giới. Cảnh nào làm cho họ đi thiên giới? Cảnh nào làm cho họ đi địa ngục? Cảnh nghiệp và cảnh nghiệp tướng dẫn cho họ đi tới cảnh thú tướng, họ được đi địa ngục hay là họ đi thiên giới. Ba loại cảnh đó hay là ba đối tượng đó ngoài thời, nó không nằm trong lộ trình tâm, tên gọi là cảnh ngoại thời. Biết tự nghe kìa, hai loại thường căn y cũng vậy, thường căn y trạng lợi trong cảnh cũ, nương tựa vào đó tạo một mảnh lực, ta gọi là một thói quen. Thường căn y duyên cũng có ba thời và ngoại thời. Biết tự nghe kìa à. Rồi qua phần F, tóm tắt trạng thái mảnh lực giúp đỡ. Như chúng ta sẽ thấy là chúng ta có mảnh lực duyên sinh, hệ, cái bảo hộ. Ở đây chúng ta mảnh lực xuất sinh và mảnh lực bảo hộ. Thì có 8 loại duyên chỉ sinh ra mà nó không có bảo hộ. Còn có 4 loại duyên nó chỉ có bảo hộ mà không làm việc sinh ra. Người tự nhớ nè, với hậu sinh không làm việc sinh ra mà nó làm mảnh lực tạo ra, chúng ta bị chi phối và khống chế, ta gọi là mảnh lực bảo hộ. Đứa bé chưa sinh ra nhưng mà nó bảo hộ cái mạng sống nó với mệnh lệnh mẹ phải chuẩn bị tạ lớp cho nó, gọi là hậu sinh duyên, làm việc mãnh lực bảo hộ. Hậu sinh bất tư, hậu sinh hiện hữu, hậu sinh bất lương. Thì những cái lúc đó, những cái duyên mà làm việc sinh là khác, những cái duyên mà làm việc bảo hộ là khác. Vậy thì vô nhãn duyên, đã vô nhãn duyên, vô nhãn cận nghi, mãnh lực nó sinh ra, nó cái trước nó làm duyên cho sinh cái sau, và sau đó nó tiếp tục nó đi. Quý tử nghe kịp không? Cái tâm sinh trước nó sinh, nó làm duyên cho tâm sinh sau, sinh ra và tâm nó cũng phải đi tiếp, nó không có đứng lại. Do đó nó là mãnh lực sinh chứ không bảo hộ. Quý kịp không? Vô nhãn cận nghi cũng vậy, vô nhãn cận nghi
làm gì cho sinh, sinh cái trạng thái nương tựa, cho nên không có bảo hộ. Chứ tự nghe ha, còn mình ở đó, mình ảnh hưởng cái đó đó, mình nương tựa cái đó đó, là mảnh lực của mình. Chứ còn vô nhắn căn nghi chỉ là cần trạng thái giúp đỡ, không sáng kể, bằng cách là gần, gần gũi, nương tựa mà thôi. Mình vô nhắn căn, căn y, thường căn y, thói quen thì làm chúng ta lặp lại cái sự sinh này. Còn bảo hộ không có. Khi chúng ta nghĩ tới việc sát sanh, cái thói quen này nó làm chúng ta sinh trở lại việc sát sanh cách mau lẹ, thì nó không bảo hộ. Nhưng mà cái việc giết này á, tiếp tục làm nữa như vậy, còn làm nữa đó đó là cái đó là xuất sinh và bảo hộ một mảnh lực duyên khác mà chúng ta sẽ học tiếp sau phần thứ ba. Như vậy thì chúng ta nghe có những mảnh lực chỉ sinh ra thôi và không bảo hộ, cũng như là người mẹ sinh ra đứa con nhưng mà không có dạy con, không nuôi con, không bảo vệ con, bỏ con, thế đó là xuất sinh. Thì tám cái loại duyên này không có tạo ra cái việc bảo hộ, chỉ làm sinh ra thôi. Thì như chúng ta thấy vô hữu duyên và ly khứu duyên, vô hữu duyên ly khứu duyên làm sao bảo hộ, nó đi rồi mà, nó khuất rồi mà, nó không làm việc bảo hộ được, nó chỉ để lại cái ảnh hưởng nó thôi, kịp không? Do đó gọi là vô hữu ly khứ. Thì Đức Phật hiện hữu ngày hôm nay chúng ta nghĩ tới Đức Phật và tu học theo lời nhà Đức Phật chỉ là một vô hữu duyên và ly khứ duyên. Ngài đã ra đi rồi, Ngài không còn hiện hữu đây nữa, phải không nào? Thì Ngài làm cho quý tử xuất sinh ra lòng tin và nghĩ tới lời dạy Đức Phật để chúng ta nương vào đó mà tu học, gọi là vô hữu ly khứ. Vì có bốn mảnh lực duyên làm việc bảo hộ là hậu sanh, còn ngoài ra có 35 duyên còn lại vừa xuất sanh vừa bảo hộ. Ta từ 80 duyên sinh sinh và 4 duyên bảo hộ, 35 duyên còn lại đó là cả hai loại mảnh lực xuất sanh và bảo hộ. Chẳng hạn như nhân duyên, nhân duyên là một mảnh lực vừa sinh vừa bảo hộ, phải không nào? Khởi mầm lên chúng ta tham, chúng ta mới đi trộm cắp. Thì nhân duyên nó làm cho ta khởi tâm tham, rồi hiện bài cái việc ăn cắp, vừa sanh lên thì bảo hộ cho trọn vẹn việc ăn cắp được thành công. Chứ nói cho là sanh và bảo hộ. Thứ hai, cảnh duyên. Cảnh duyên là chúng ta khởi lên tâm thức, thấy được cảnh và cảnh nó hiện hữu, bảo hộ chúng ta hướng cái cảnh, gọi là xuất sinh và bảo hộ, chúng ta nắm được chưa? Do đó 35 duyên còn lại này á, thì chúng ta nói là đó là sinh và bảo hộ. Chẳng hạn ở đây chúng ta sẽ thấy thiền na duyên là sinh và bảo hộ. Với thiền na duyên, hành giả tu và thiền làm cho khởi tâm sanh thiền và bảo hộ, là chúng ta chứng đắc được từ thiền. Đồ đạo duyên hả? Sức sinh và bảo hộ nằm trong cái giới liên hệ, có liên hệ có bảo hộ, có sinh có bảo hộ, là cái duyên 35 duyên này. Vì sinh vì hại vì bảo hộ là 35 duyên, còn hai kia chỉ sinh và bảo hộ thôi. Chúng ta đi vào trong chi tiết á, là sẽ có ba mà sinh hại bảo hộ. Như thế thì khi chúng ta hành đạo, đạo đạo duyên sinh nên chúng tự cái tâm tu tập, tu tập về thiền chỉ, tu tập về thiền quán, đó là đồ đạo duyên làm cho xuất sinh lên cái tâm tu tập. Một trong mười của phần tâm Phavana là một trong thập thiện nghiệp, một trong mười của phần tâm xả thí, trì giới, tu tập, cung kính, cung thệ, thuyết pháp, tính pháp, hoặc là tùy hỷ, hồi hướng, chẳng trì, trực chiến. Như thế thì khi chúng ta nói tới đồ đạo duyên là mảnh lực sinh, thì mảnh lực hệ, mảnh lực bao hộ như thế nào? Đồ đạo duyên giúp cho cái tâm của hành giả làm một việc thập của hành tâm, là việc tu tập, hành thiện, thiện, thiền thiền chỉ hay là thiền quán. Khi mà đồ đạo duyên làm cho hành giả tiến vào trên đường mà thập thiện đó, là thành hành đạo đó, thì lúc bấy giờ bảo vệ cho việc tu tập của đường đạo đế được viên mãn, chứng đắc được đạo, đạo quả. Vậy thì sinh và bảo hộ bởi đồ đạo duyên. Cái tự nhiên kịp không? Do đó 35 duyên còn lại chúng ta nói là xuất sinh và bảo hộ.
đương nhiên trong đó chúng ta có sự liên liên hệ giữa sinh và bọn họ có sự liên kết nào ngật chưa. Qua cái phần địa giới chúng ta biết tất cả 24 duyên đều nằm trong cõi ngũ uẩn. Chúng ta là những chúng sanh ở trong cõi ngũ uẩn, chúng ta là những chúng sanh thuộc ở trong ngũ uẩn, do đó chúng ta có đủ 24 duyên. Tuy nhiên quý vị phải thận trọng, 24 duyên trong cõi ngũ uẩn này là phải thận trọng, là nó có lúc hiện tại, có khi quá khứ và có khi ba thời. Vậy thì trong cõi ngũ uẩn này chúng ta có đủ 24 duyên sinh hệ và bảo hộ cho ta, mà quý tử phải thận trọng với thời gian mãnh lực tạo tác của nó thì chúng ta mới tính được duyên nào được. Khi quý tử đang làm mãnh lực hiện tại này, đi đứng nằm ngồi trong bốn quan nghi hay trong sự sống hàng ngày, mãnh lực thời hiện tại chúng ta quay trở lại thời hiện tại, duyên nào làm chúng ta ảnh hưởng. Vậy thì khi chúng ta làm mãnh lực hiện tại là chúng ta đang tạo một cái hành động của hiện tại sẽ gây ảnh hưởng tới tương lai. Thì có khi hiện tại chúng ta đang làm bởi một cái thời quá khứ, thì mãnh lực nào làm chúng ta bị ảnh hưởng cái hiện tại này? Mãnh lực thời quá khứ làm chúng ta bị ảnh hưởng hiện tại này, cái đó là mãnh lực thời quá khứ. Thì mãnh lực thời quá khứ chúng ta bắt đầu coi lại mãnh lực chuyên nào là chúng ta bị ảnh hưởng cái thời quá khứ. Lúc bây giờ chúng ta có được cái duyên hiện tại này bởi mãnh lực quá khứ. Vậy thì chúng ta biết được cái mãnh lực thời quá khứ tác động chúng ta, chúng ta phải coi loại duyên nào, loại duyên nào mà tác động như vậy, thì chúng ta hiểu hiện tại chúng ta bị chi phối vào đó, chúng ta có thể thức tỉnh được việc chúng ta đang hành động. Vậy từ đó là cái khi mà chúng ta phải càng nắm khi nào mà chúng ta hiện bàn. Còn chúng ta qua gọi địa giới, ở trong cõi giới chúng ta là chúng sanh trong cõi ngũ uẩn, là có những chúng sanh ở trong cõi tứ uẩn và có những chúng sanh ở trong nhất uẩn. Tứ uẩn là chúng sanh ở trong cõi trời vô sắc giới, chỉ có danh pháp. Trong cõi nhất uẩn là chúng sanh ở cõi trời phạm thiên vô tưởng, vô tưởng chỉ có sắc pháp mà thôi. Như vậy thì ở trong cõi trời tứ uẩn chỉ có 21 hoặc 25 duyên mà chúng ta được thấy liệt kê đây. Còn cõi trời cõi nhất uẩn là cõi sắc pháp, cõi trời phạm thiên vô tưởng thì chỉ có 7 duyên mà thôi. Như từ thấy trong 24 duyên luôn luôn có trong cõi tứ uẩn của chúng ta, còn ở cõi mà gọi là tứ uẩn thì chúng ta sẽ thấy không bao giờ nó có sắc pháp đó, nghĩa là không có sắc duyên. Chúng ta nhìn thì không có sắc duyên. Ở cõi ngũ uẩn á, ở cõi nhất uẩn á thì sẽ có sắc duyên, chẳng hạn như sắc mạc nguyện duyên, thì thấy không, sắc mạc nguyện duyên thì lâu đó là cõi còn sắc. Sắc pháp nuôi dưỡng, sắc pháp này được tồn tại trong cái việc phước của họ tu thiền, đắc thiền, tứ thiền, sắc giới. Họ được sanh về cõi phạm thiên vô tưởng. Phần thứ tư, có năm duyên đặc biệt sanh trong nội phàm, tức là trong vật phi mạng quyền. Chúng ta sẽ biết nó có hai loại, ngoại phàm và nội phàm. Thì ở đây, năm loại duyên này luôn luôn phát sanh lên trong nội phàm. Khi chúng ta làm việc, có những lúc chúng ta cần sự giúp đỡ của bên ngoài, nhưng mà có những lúc chúng ta tự nỗ lực, tự giúp mình trong bên trong. Quý vị thấy này, khi ta ngồi thiền, ai giúp chúng ta? Kiến thức giúp chúng ta, kinh nghiệm giúp chúng ta, kỹ thuật giúp ta, đó là cảnh nội phàm, chứ không phải là cảnh ngoại phàm. Người bên ngoài là người chỉ ta, người chỉ dẫn ta, đó là cảnh ngoại phàm. Có khi không. Tuy nhiên, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ thuật là những đối tượng nội phàm. Đó là một lĩnh vực hỗ tương duyên. Những hỗ tương duyên đó sẽ giúp chúng ta hành thiền được trọn vẹn. Cũng như vậy, khi chúng ta hành đạo, đồ đạo duyên, thì hỗ tương duyên sẽ giúp chúng ta làm được hành đạo. Ai giúp chúng ta hành đạo? Lúc bây giờ, kỹ thuật, kiến thức và kinh nghiệm nằm chúng ta. Vậy thì có 5 loại duyên chỉ sanh trong nội phàm mà nó không trong ngoại phàm. Câu sanh duyên, họ tương duyên, đi chỉ hiện hữu bất ly. Chúng ta thấy nè, kiến thức, khi ta ngồi thiền, chúng ta không hiểu được cái chỗ này, gián đoạn và không hiểu tiếp tục đó, thì lúc đó kiến thức cùng sanh ra.
là câu sanh duyên. Và kinh nghiệm là hạnh bài là câu sanh duyên, hổ tương duyên. Và lúc bây giờ là lúc đó chúng ta phải lấy được kỹ thuật là câu sanh duyên, hổ tương duyên. Hiện bài còn một lúc cái gì là hiện hữu và bắt, bắt lì. Các bạn nghe kịp không? Thì đó đó, những cái đó đó luôn luôn chúng phải nắm bắt được. Vậy thì khi chúng ta đi đến nằm ngồi, khi chúng ta đang đi, chúng ta đang đi mà chúng ta sắp sửa bị té, chúng ta đang đi mà chúng ta sắp sửa bị té thì ai là người giúp ta? Hổ tương duyên nằm trong nội phần hướng lên vậy, bản năng sinh tồn chúng ta bám cái này dính vô kim để cho bật ngược lại trong bị té là hổ tương duyên. Là kinh nghiệm và kỹ thuật và cái sự hiểu biết và kiến thức giúp chúng ta cầu sanh và hổ tương duyên, chúng ta sắp sửa bị té. Lúc bây giờ cũng được ở trong nội nội phần chứ không có nói ở bên ngoài kịp, không có bên ngoài kịp. Chúng ta nghe kịp không? Cái chân lầu chúng ta đi xuống, chân lầu chúng ta đi xuống và chụp chân, chụp chân chụp cái bậc cầu thang hay trên cầu thang có một dụng nước mà chúng ta thấy đạp được những cái tuột xuống thì lúc đó hổ tương nhiên câu sanh nhiên bám lấy chúng ta, hỗ trợ chúng ta giữ lại được thành thành cầu thang hay là chống lại chạy cái tuột xuống để chúng mình không bị té nó phải. Thì tự nhiên kia ha, những cái đó đó nó hiện hữu bất ly thì giúp chúng ta được những kiến thức hiện hữu và không rời, những kỹ thuật hiện hữu và bất ly không rời, và những kinh nghiệm hiện hữu và bất ly không rời. Lúc đó nội phần sẽ lên làm mảnh được duyên giúp phương tiện vượt qua những lúc khó khó khăn hay là nguy hiểm. Đó. Dạ, câu sinh y, chắc là sinh y sinh y. Đã ký dụng thì đó câu sinh y. Câu sinh y. Cái phần số 3 là câu sinh y. Câu sinh y, hổ tinh nghi và câu sinh y. Được chưa? Thôi. Rất tốt lắm. Rồi chúng ta qua phần K. Qua phần K ha. Trong 24 duyên có 4 duyên là thuộc loại biến hành duyên. Là duyên là nhân sắc bài tất cả các pháp hữu vi. Tự nhiên là chúng ta không thể nào nhớ hết 24 duyên nếu chúng ta không có khả năng, thì chúng ta phải biết tương đối là những biến hành duyên luôn luôn phải có và không bao giờ quên được và không bao giờ không có là biến, biến hành duyên. Biến hành duyên là những pháp hình bài trên danh sách những pháp hữu vi nên gọi là biến hành duyên hay gọi là thế giới hữu hữu vi. Nó bao gồm luôn cả là chúng sanh và bậc vô tri vô giác. Quý tử nghe kịp không? Nó bao gồm luôn cả chúng sanh và những bậc vô tri vô giác. Chẳng hạn như cái bàn là phi mạng quyền, quý tử nghe kịp không? Và giặc thủ mạng quyền như con người của chúng ta. Như vậy thì cái sự hiện hữu duyên và bất ly duyên làm cho cái bàn không bị rã, không bị mục. Đó là một lãnh vực phi mạng quyền. Điều ở trong mệnh lực có bốn loại duyên này không thể vượt thoát khỏi mệnh lực có bốn duyên này, đó là câu sanh duyên, y chỉ duyên, hiện hữu duyên và bất ly duyên. Với 20 duyên còn loại gọi là bất biến hành duyên là vì không thể làm nhân sắc bài cho tất cả pháp hữu vi, chỉ đặc biệt làm được duyên với pháp hữu vi liên hệ với bản thể pháp của mình. Chẳng hạn với cái pháp bất thiện, với pháp bất thiện thì duyên duyên mới hiện bài. Quý vị nghe kịp không? Những cảnh lớn mạnh thì lúc đó cảnh trữ duyên hiện bài, chứ không lúc nào cũng biết làm được cả. Quý vị nghe kịp không? Có cảnh có đối tượng mà đủ đúng bản thể của nó thì duyên đó mới hiện bài, còn không không có hiện bài. Còn bốn duyên này gọi là luôn luôn có và hiện hữu luôn luôn có mặt trong mọi các pháp hữu vi. Tự nhiên kìa thôi. Thế thì chúng ta nói tới pháp vô vi, bốn duyên này luôn luôn làm ra. Thế thì pháp vô vi không có duyên tạo ra. Tự nhớ, niết bàn không phải duyên. Niết bàn không phải duyên. Còn tất cả các pháp vô vi đều phải duyên mà ra. Ta còn trong pháp vô vi, còn bị ảnh hưởng của pháp vô vi, ta còn bị ảnh hưởng bởi duyên tạo. Còn ngoài ra không có những cái pháp đó
thì chúng ta không gọi là pháp hữu vi, ta gọi là pháp vô vi, thì niết bàn không hiện hữu. Ngoài ra Đức Phật lập ý thuyết giảng thành tình đôi với nhau. Trong 24 duyên Đức Phật chia làm 5 đôi duyên, chúng ta thấy rõ nhất thì chúng ta phải để ý nhất hơn 24 duyên này cho tâm. Nghĩa lý đồng nhau là chỉ một đôi duyên mà nó có nội dung giống nhau, gọi là nghĩa lý đồng nhau. Tức là gì? Vô giá và đẳng vô giá. Chúng ta thấy rõ nè, hai cái duyên đó gọi là nghĩa lý đồng nhau. Tên gọi sai khác nhau một chút nhưng mà nội dung như một không hai, nên gọi là nghĩa lý đồng nhau. Âm thanh đồng nhau, nó nghe âm thanh nó giống nhưng mà không phải có đúng nội dung, nó chỉ giống như âm thanh thôi. Ý chỉ duyên và cảm ý duyên, quý vị sẽ thấy ý chỉ là nương nhờ, cảm ý là bám chặt siết cứng và không rời, đó là cảm ý. Hai cái chữ nghe y như vậy đó nhưng mà nó không có đồng nghĩa, nó chỉ đồng âm mà thôi. Tôi nghe kịp không? Còn hồi nãy kia là đồng nghĩa, cái này là đồng âm. Còn nghịch thời với nhau là tiền sanh duyên và hậu sanh duyên, chúng ta thấy chưa nè. Còn dĩ dãn với nhau là tương ứng và bất tương ứng, hòa trộn và không hòa trộn. Quán nè, danh với sắc không hòa trộn, mà danh với nhân thì hòa trộn. Như tôi nghe chịu không? Nước với lửa là dĩ dãn, dĩ dãn không có hòa trộn được. Còn sữa với đường gọi là hòa trộn được, ta gọi là tương ứng dĩ dãn. Còn nhân quả liên quan thì chúng ta thấy dĩ thời nghĩa và dĩ thời dĩ thuộc quả, là hai cái đó là nhân quả tương quan. Phải không? Đôi duyên này cho chúng ta thấy dĩ thuộc quả, dĩ thời nghiệp, được chưa? Hai cái đôi này hoặc hai cái duyên này chúng ta nói nhân quả tương quan. Vậy thì khi ta nói tới pháp nào duyên nào làm nhân, duyên nào làm nhân thì chúng ta sẽ thấy là gì? Dĩ thời nghiệp tạo ra nhân. Duyên nào để thành quả để đón nhận? Dĩ thành quả đón nhận từ dĩ thành nghiệp. Quý vị đã nắm được chưa? Chúng ta nghĩ ra đây. Nữ trên thư không địa cầu tưởng ngữ rõ tâm mọi điều, lắm vương thành lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng hội, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu, vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.